Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 346, A Thủy. Thương mai và mộ dung khanh đều chưa ngủ, ở bên giường trông non tráng tráng. Có thể làm được, đều đã làm rồi, bây giờ điều duy nhất có thể làm, chính là ở bên nàng. Cả một đời của nàng đều sống trong sự giàu sang, nhưng mà nàng vẫn luôn rất cô độc, trong phủ công chúa xa hoa này, sống một cuộc sống đơn độc xa hoa cùng cực. Chỉ có hai thị nữ ở bên cạnh theo hầu còn có ngọc ngà châu báu vinh hoa phú quý đếm không xuể sự giàu sang kể không hết nàng sở hữu những thứ nhiều người đều ngày đêm cầu mong nhưng mà những thứ nàng muốn lại không có được một món nào nàng dùng cách oanh liệt nhất tạm biệt thế giới này thương mai đã khóc rất nhiều lần hai mắt bị sưng giống như trái đào mộ dung khanh đi ra từ trong cung cô cũng không hỏi hắn rốt cuộc đã nói gì với hoàng đế bất kể trước mắt như thế nào bây giờ đã là một hôn mê một bị thương nặng truy cứu những thứ khác đều không có ý nghĩa gì. Từ khi Mộ Dung Khanh ra khỏi cung, tâm trạng cực kỳ không ổn định, hắn không ngừng hỏi bản thân, nếu như hắn ngồi ở trên cao, hắn sẽ hy sinh hạnh phúc cả một đời của một nữ nhân để đổi lại bình yên cho mình hay không? Đáp án là hắn sẽ không làm vậy, bảo vệ quê hương và đất nước là chuyện của nam nhân, hắn sẽ không hy sinh người thân của mình. Hắn biết rằng làm hoàng đế có lúc cần phải lòng dạ độc ác, thủ đoạn dứt khoát từ khi hắn trở thành nhiếp chính vương, hành xử quyết đoán, đối với những người nên giết, tuyệt đối không lưu tình. Nhưng hắn không thể có chút thủ đoạn ác độc nào đối với những người vô tội, những người không liên quan. Đêm khuya, hắn đi ra ngoài, nói chuyện hồi lâu với Lễ thân vương và An thân vương, cuối cùng, cả ba huynh đệ đều im lặng. Trước đây Long Thái hậu đã từng nói qua, con cháu nhà Mộ Dung đa số đều là người cảm tính, là con người đa tình, từ khi Long Thái hậu nắm quyền đến đây, từ huệ đế đến hoàng đế bây giờ, đều chưa từng xảy ra chuyện lớn huynh đệ tranh giành quyền lực. Nhất là mười mấy huynh đệ thời mộ dung khanh, cũng chỉ có một nam hoài vương. Còn về thái tử, hắn vốn danh chính ngôn thuận thừa kế hoàng vị, cũng không thể tính là đoạt quyền. Chỉ là sau lưng có lương thái phó tác động khiến hắn càng đi càng sai. Long thái hậu giáo huấn, huynh đệ phải yêu thương kính trọng lẫn nhau, phải hiếu thuận trưởng bối, huệ đế lại càng chủ trương trị quốc bằng nhân hiếu, là vì hoàng đế đầu tiên chủ trương kết hợp nho giáo và đạo giáo, lấy những thứ tinh hoa bỏ đi những điều sai trái, triều đại nhà Mộ Dung đến đời này, phồn vinh cực thịnh. Audio điện tử Võ Tấn bền. Đột nhiên, Mộ Dung Tráng Tráng tự vấn, hé mở một mặt xấu của hoàng gia, thì ra, trong lúc họ không phòng bị, có một số thứ đã biến chất rồi. Ba huynh đệ đều rất khó chấp nhận sự thật này. Nhiều năm nay, rất nhiều huynh đệ nhà Mộ Dung đều lập chiến công cũng có những thần tử lo rằng các vị thân vương sẽ chiếm quyền, từng tấu lên hoàng đế, khuyên ngài nên gây khó khăn cho các thân vương, nhưng hoàng đế trước giờ chưa từng làm qua, trao cho một niềm tin cao độ. Khiến cho họ đều yên tâm cho rằng, nhà Mộ Dung luôn nghe theo lời dạy dỗ của Long Thái hậu, tiếp tục làm theo. Sáng hôm sau, người gác cổng dẫn bé Mập Sún răng ngày hôm qua đi vào, bé Mập Sún răng còn dẫn thêm một người tới. Tiêu Thác nhìn người mà bé Mập Sún răng dẫn tới, Nhìn một hồi, sau đó nhanh chóng chạy vào trong tìm Thương Mai. Thương Mai vừa giúp Tráng Tráng lau mặt, cô không ngủ cả đêm lại khóc hết mấy lần, hai mắt bị sưng giống như quả óc chó vậy, Tiêu Thác đi vào cũng không nói nguyên nhân, liền kéo cô đi. "Tiêu Thác, chuyện gì thế?" Thương Mai tức giận đánh tay của hắn. "Ngươi mau đi xem, người đó hình như là đệ đệ của ngươi." Tiêu Thác kéo cô đi ra ngoài. "Cái gì?" Thương Mai ngớ ra, "Đệ đệ ta? Ngươi nói Hạ Lâm?" đúng vậy người xem tiêu thác chỉ người được bé mập sún răng dẫn tới hắn mặc một bộ đồ màu xanh đầu tóc được trải thành kiểu tóc song hoàn của nữ tử khuôn mặt tròn tròn mập hơn trước một tí cực kỳ đáng yêu mắt của hắn không nhìn xung quanh chỉ là ngoan ngoãn đi theo bé mập sún răng giống như lúc trước vậy thương mai che miệng lại nước mắt đã trào ra chạy đến chỗ hắn la lên một tiếng hạ lâm hạ lâm ngẩng đầu lên vừa nhìn đã thấy thương mai hắn lập tức chạy qua đó ôm lấy thương mai đại tỷ mộ dung khanh và an thân vương đi ra ngoài nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc không phải hạ lâm đó chết rồi sao sao vẫn còn sống vậy khó khăn lắm mới chờ hai chị em họ ôm nhau đủ mộ dung khanh mới đi lên trước chuyện này là sao đây thương mai lau nước mắt nhìn hạ lâm đúng rốt cuộc là sao vậy làm sao đệ rời khỏi hoàng cung là ai đã cứu đệ Hạ Lâm thành thật lắc đầu, đệ không biết ai đã cứu đệ. Bé mập sún răng kêu lên một tiếng, A Thủy, là ông đã cứu đệ, nói mấy lần rồi, đệ cũng không nhớ. Hạ Lâm giống như liền nhớ ra, có chút ngại ngùng lè lưỡi ra, đúng vậy, là ông đã cứu đệ, họ đều nói như vậy. Ông, thương mai nhìn bé mập sún răng, là an nhiên lão vương ra sao. Đúng vậy, bé mập sún răng gật đầu. Mộ Dung Khanh có chút mơ hồ, nó kêu đệ là A Thủy, lẽ nào? người hôm qua lão vương ra nói biết giải độc chính là đệ. Mọi người đều nhìn bé mập xuống răng, nó mở miệng cười, đúng vậy, chính là nó, nó học qua độc kinh. Không nhịn được thất vọng, A Thủy lại chính là Hạ Lâm. Điều này còn khiến người khác thất vọng hơn hôm qua. Đừng nói một người đầu óc có vấn đề, cho dù là người thông minh tuyệt đỉnh học một tháng, cũng chưa chắc học được cái tinh túy. Hạ Lâm vốn dĩ là tên ngốc, bây giờ nhìn bộ dạng hắn như vậy, ngơ ngơ ngác ngác, chỗ nào giống với người biết y thuật. Mọi người đều cảm thấy an nhiên lão vương ra lừa gạt người khác quá rồi, chỉ bằng đừng đem hy vọng cho người ta. Thương Mai cũng rất thất vọng, nhưng mà, nhìn thấy Hạ Lâm trở về, ít nhiều cũng làm vơi đi nỗi đau trong lòng. Nhưng mà, sau đó cô hỏi tiếp, tỉ nhớ lúc đó đệ đã bị trọng thương, hơn nữa đã ngừng thở rồi, sao có thể? Mộ Dung Khanh nói, có phải nàng chẩn đoán sai không? Có lẽ đệ ấy vẫn chưa tắt thở, lúc trước bổn vương cũng nghe qua có một người bị chẩn đoán chết rồi nhưng mà qua hai ngày sau lại sống trở lại đây là giả chết ta làm quân y tám năm người cảm thấy ta có thể đến cái này cũng chẩn đoán sai sao thương mai không chút do dự hỏi ngược lại mộ dung khanh nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên nàng làm quân y tám năm thương mai hận không thể tát bản thân hai cái hôm qua không ngủ lo lắng đau đớn thêm vào niềm vui nhìn thấy hạ lâm làm tâm trạng cô bị mơ màng đi đây đều là những lời giấu ở trong lòng không chút dự báo gì đã nói ra ta chắc chắn lúc đó hạ lâm đã tắt thở rồi thương mai nhanh chóng chuyển chủ đề không trả lời mộ dung khanh mộ dung khanh và an thân vương nhìn nhau một cái nhưng mà xung quanh có người cũng không tiện tiếp tục hỏi bé mập sún răng nói là tắt thở rồi lúc ông cứu nó nó chết rồi chết rồi vẫn có thể cứu sống lại thương mai cực kỳ kinh ngạc tiêu kiêu còn chưa chết sao ngài nói chỉ có một phần mười? Bé mập sún răng nói, tiêu kiêu cũng đã chết rồi. Cái gì, mộ dung khanh và an thân vương cùng la lên, mộ dung khanh lại còn nắm lấy cổ áo của tên mập đó, ngươi nói cái gì? Tiêu kiêu chết rồi. Bé mập sún răng vốn dĩ chỉ có 13-14 tuổi, luôn đi theo an nhiên lão vương ra, chưa từng bị nạt qua như vậy, bây giờ nhìn thấy mộ dung khanh hung giữ nắm lấy hắn, ngớ ra, ẩm ý bắt đầu khóc lớn lên. Thương mai đẩy hắn ra, trách mắng, xem người lớn như vậy, lại dọa khóc một đứa nhóc. Mộ dung khanh khó xử đi ra, ai biết được nó không thể chịu dọa. chương 347, tiêu thác trúng độc. Thương mai dỗ bé mập xuống răng, thấy nó ngừng khóc, mới hỏi, để nói tiêu kiêu chết rồi, là chuyện gì thế? Bé mập xuống răng trả lời nức nở, là ông nói hắn chết rồi, nhưng mà nếu không chết thì sẽ không cứu sống được. Tại sao chứ? Thương Mai cực kỳ kinh ngạc sao lại không chết thì sẽ không cứu sống được bé mập sún răng lắc đầu không biết nữa ông nói như vậy thương mai quay đầu nhìn mộ dung khanh một cái mộ dung khanh nhìn an thân vương một cái an thân vương lại nhìn lễ thân vương vừa mới từ cửa bước ra bốn người đều ngu ngơ ra cả sao tên mập này lại ngốc hơn hạ lâm chứ thương mai dứt khoát từ bỏ hỏi nó trực tiếp hỏi hạ lâm hạ lâm hôm qua vì ca ca mà ông dẫn về hắn bây giờ khỏe không Hạ Lâm có chút e sợ nhìn mộ dung khanh một cái, chắc là sợ bản thân nói ra sẽ bị mộ dung khanh bắt nạt. Thương Mai quay đầu vẫy tay, người đi xa chút. Mộ dung khanh chỉ đành lui về sau hai bước, trong lòng nghĩ thầm, tiếp xúc với mấy tên ngốc này đúng là phiền thiệt. Hạ Lâm thấy hắn đi xa rồi, mới dám nói, đại bàn nói không sai, vị ca ca hôm qua ông dẫn về là chết rồi, ông cho viên thuốc, tổng cộng cho hai viên, uống hai viên thuốc thì sẽ chết. Thật sự chết rồi. An Thân Vương cả mặt trắng bệch hỏi. Thương Mai giơ tay nán lại, tiếp tục nhỏ tiếng hỏi Hạ Lâm, "Được, bây giờ đại ca ca chết rồi, vậy ông tính làm sao đây?" Uống viên thuốc ấy, chết rồi thì sẽ lấy dao xẻ ra, khâu tim lại, uống thêm hai viên thuốc." Hạ Lâm ăn nói rõ ràng. Thương Mai nín thở, "Vậy khâu tim lại, uống thêm hai viên thuốc, sau đó sẽ như thế nào?" Hạ Lâm nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên nói ồm ồm, "Ngày hôm sau, được thì đứng dậy đi ra." không được thì khiêng ra. Ngữ khí của nó hiển nhiên là mô phỏng người khác, nghe ngữ khí nói chuyện, có chút giống với an nhiên lão vương gia. Vậy trước khi đệ đến, ông đang làm gì? Mài dao, hạ lâm nói. Mài dao, là muốn xẻ ra để khâu tim lại sao? An thân vương cảm thấy không thể hiểu nổi, cứu người còn có thể cứu như vậy sao? Cái này giống với giết người hơn đấy. Thương Mai nói, phẫu thuật khâu tim đúng là có, nhưng mà... Nhưng mà, với điều kiện y đi học bây giờ là không thể làm được, hơn nữa, đã qua lâu như vậy rồi, còn kịp không đây? Sợ là không được nữa. Nhưng mà, Hạ Lâm sống sờ sờ đứng ở đây, lại cho cô hy vọng, lúc đó cô thấy Hạ Lâm đã tắt thở, đôi mắt mở cực to. Thương Mai sau khi có được câu trả lời, tiếp tục hỏi Hạ Lâm, hôm qua ông nói để xem qua độc kinh, để có biết độc kinh là gì không? Biết, dùng độc và giải độc, Hạ Lâm lập tức nghiêm túc hẳn lên, dường như nói đến phạm chủ hắn biết liền cực kỳ phấn khởi. Đệ chỉ là xem, không ai dạy đệ, ông có dạy đệ không? Hạ lâm lắc đầu, ông nói người sẽ không dính vào độc. Bé mập xuống răng cũng gật đầu, ông không đụng độc, không dùng độc cũng không giải độc. Thương Mai gật đầu, hỏi tiếp quyển độc kinh đó, đệ đem đến chưa? Không đem, nhưng mà đệ nhớ trong đầu rồi. Thương Mai nhớ rằng hôm qua bé mập xuống răng nói hắn đã bắt đầu điều chế độc, bèn hỏi nghe nói đệ bắt đầu luyện độc có thể nói thì biết đệ đã luyện độc gì không hạ lâm liền lục tìm trong túi lấy ra một xiên đường hồ lô ô đây là thứ đệ mới làm hôm qua tiêu thác bật cười thành tiếng đường hồ lô ô ha ha đây cũng được xem là độc nhưng mà ta thích ăn cho ta hắn một tay đoạt lấy cắn một viên hạ lâm đau xót nói huynh đừng ăn nhiều ăn nhiều sẽ bị chúng độc đấy hơn nữa đệ làm hết cả một ngày rồi ta lại thích ăn nhiều đấy, Tiêu Thác lại ăn thêm một viên, hai bên má phồng lên, chua thì đủ chua rồi, chỉ chưa đủ ngọt. Thương Mai có chút thất vọng, xem ra có lẽ Hạ Lâm đến độc là cái gì cũng không biết. Cũng đúng thôi, chẳng qua chỉ là đứa trẻ mấy tuổi, sao lại có thể yêu cầu nó học những chuyện phức tạp như thế. Bé mập sún răng vẫn luôn nhìn Tiêu Thác, Tiêu Thác cho rằng nó thèm thuồng, còn lại một viên bèn đưa cho nó, nào, ra thưởng đó. Bé mập xuống giang lùi về phía sau một bước, ta mới không cần. Không cần thì ta ăn hết đấy. Tiêu thác một lần ăn hết, ném cây xiên sang một bên. Thương Mai cực kỳ sầu não, đây đã là ngày thứ hai rồi, buổi tối ngày thứ ba làm cách nào cũng phải giải được, đến lúc đó tráng tráng làm sao đây. Cô nhìn Hạ Lâm, nói, Hạ Lâm, thì kêu người đưa đệ về chỗ mẫu thân trước, được không? Mẫu thân rất nhớ đệ đấy. Hạ Lâm lắc đầu, nhưng mà, ông đã kêu đệ đến giải độc chuyện này không cần đệ làm có ngự y và tỷ ở đây thương mai nói hạ lâm nghe cô nói như vậy bèn ngoan ngoãn gật đầu được vậy đệ về gặp mẫu thân sau đó về đây hắn hào sảng gọi bé mập sún răng a phán người có muốn cùng ta đi không mẫu thân ta có rất nhiều món ngon đấy được đó kêu mẫu thân người cũng cho ta một chút đồ ăn ngon bé mập sún răng vui vẻ nói mẫu thân trong miệng của hạ lâm đương nhiên là liên thúy ngữ liên thúy ngữ là chính thất cho nên hạ lâm phải gọi bà ta là mẫu thân nhưng mà nguyệt nhung phu nhân cũng kêu hạ lâm gọi bà ta là mẫu thân hạ lâm vẫn gọi nhưng không thích lại gần nguyệt nhung phu nhân tuy rằng hắn ngốc nhưng mà biết rằng nguyệt nhung phu nhân ghét bỏ hắn không thích hắn luôn gọi hắn là tên ngốc cho nên bình thường hạ lâm thích lại gần gũi với liên thúy ngữ và hạ thương mai thương mai gọi nghiêm vinh đến kêu hắn đích thân đưa Hạ Lâm và bé mập xuống răng về thính Vũ Hiên. Sau khi đưa Hạ Lâm và bé mập xuống răng đi, mấy người họ ngồi xuống. Thương Mai nhìn lại lần nữa độc dược mà An Tức Hoàn dùng, trong đó có rắn độc, rết độc, bọ cạp, cỏ độc vân vân, đều là những thứ cực độc, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng mà mỗi thứ độc dược thêm vào nhau luyện thành viên thuốc độc, muốn lần lượt giải trừ độc tính, đúng là cực kỳ khó khăn. Vẫn không có chút manh mối nào sao? Mộ Dung Khanh nhìn cô nhíu chặt đôi mày, bèn hỏi. Thương Mai lắc đầu, không có, ta không học qua giải độc, thật không biết phải làm thế nào. Vậy không cần xem nữa, tránh việc hao tổn tinh thần. Mộ Dung Khanh nhìn đôi mắt sưng đỏ hết cả lên của cô, bèn nói, nàng đi ngủ trước đi, bổn vương và hoàng huynh ở đây trông coi là được. Thương Mai lắc đầu, không cần, quay về cũng ngủ không được. Cô nhìn đơn thuốc độc dược kia, thật không hiểu sao cần phải luyện thành độc dược như vậy nếu như thật sự muốn giết một người, trực tiếp cho uống rượu độc là được, độc tính cực mạnh, không đơn giản sao. Có thể thấy được đám người y đúng là rảnh thật. Tiêu thác ngồi trên bục cửa, quay đầu lại nói, ngủ không được cũng ngủ một chút đi, có lẽ có đủ tinh thần, sẽ nghĩ được cách thôi. Thương Mai lắc đầu, ta đúng là không có manh mối gì, ta thử qua những cách nghĩ ra được, từng cái đi giải độc, nhưng mà, trong đó có một số thuốc giải độc trộn lẫn vào nhau, sẽ hình thành nên độc tố mới, ngược lại, Tiêu Thác, người sao thế? Sao cứ chớp mắt liên tục vậy? Tiêu Thác giơ tay lên dụi mắt, không biết nữa, cảm thấy mắt có chút khô. Hắn dùng sức dụi một cái, lại cảm thấy rất ngứa. Mọi người nhìn qua đó, chỉ thấy Tiêu Thác không ngừng chớp mắt, trao mày, cong khóe môi lên, cổ dựng thẳng lên, co giật trong vô thức. Thương Mai kinh ngạc nói, chuyện này là sao đây? Người sao vậy? Cảm thấy chỗ nào không khỏe? Tiêu Thác cũng rất ngạc nhiên, giơ tay ra định xoa mặt lại phát hiện đôi tay không nghe lời, không ngừng co giật nhẹ. Lạ, dần dần, hắn nói cũng không nói được. mươi 348, Hạ Lâm giải độc. Mộ Dung Khanh vội vàng ra lệnh dìu hắn vào, ngồi trên ghế. Thương Mai trần mạch cho hắn, lại kiểm tra mắt và đầu lưỡi, kinh ngạc mà nói, ngươi chúng độc rồi. Tiêu thác hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhưng không nói được, chỉ có rực mặt mày. Mau, đuổi theo Lâm Lâm về đây. Thương Mai đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức nói với mộ dung khanh. Mộ dung khanh đích thân chạy ra ngoài, đích thân thúc ngựa đuổi theo. Tiêu thác bắt đầu co giật nhẹ, nhưng từ từ tứ chi căng cứng lại, trên mặt ngừng co giật, nhưng không làm ra được bất kỳ biểu cảm nào. Hắn bắt đầu cảm thấy khó thở, giống như trong lồng ngực bị cái gì đó đè xuống, hắn muốn vươn thẳng cổ ra để thở, nhưng phát hiện cổ cứng đờ không nhúc nhích được. Cũng may hạ lâm đi không xa, mộ dung khanh kéo hắn ta lên lưng ngựa, chạy như bay quay về. Thương Mai nhìn thấy Hạ Lâm đi vào, vội vàng kéo lấy hắn nói, Lâm Lâm, thuốc giải của đường hồ lô. Hạ Lâm ò một tiếng, ngoan ngoãn lấy ra một viên đan dược từ trong túi đổ đưa cho Thương Mai, uống vào là được rồi. Thương Mai lập tức bảo tiêu thác uống vào, nhưng tiêu thác không thể tự nuốt xuống được, mộ Dung khanh một tay giật lấy bóp vụn bỏ vào trong nước, cưỡng chế rót vào, sau đó vỗ lưng hắn một cái, tiêu thác khụ một tiếng, nước men theo cổ họng ọt một tiếng đi xuống nói ra cũng vô cùng thần kỳ tiêu thác nuốt thuốc xuống một hồi liền có thể nhúc nhích rồi hắn há to mồm thở hổn hển sắc mặt cũng từ từ trở lại bình thường mọi người thấy hắn như vậy mới yên tâm tiêu thác kéo lấy hạ lâm tiểu tử người vậy mà lại hạ độc ta hạ lâm kéo miệng ra làm một cái mặt quỷ ai kêu ngươi tham ăn đã nói với ngươi cái đó là có độc rồi ngươi tiêu thác tức chết đi được buông hắn ra hậm hực nói cũng may không có độc chết ta nếu không phải cho ngươi chôn cùng. Thương Mai đẩy tiêu thác ra, cẩn thận dè dặt mà hỏi hạ lâm, lâm lâm, để qua đây, để nói cho đại tỷ biết, để biết bao nhiêu về độc. Một cái đường hồ lô của hạ lâm đã khiến cho một võ tướng như tiêu thác ngã quỵ, đây là chuyện rất nguy hiểm, hắn không biết sự nguy hiểm của độc. Biết hết, những cái viết trong độc kinh đệ đều biết. Hạ lâm nói, độc kinh viết cái gì, đệ nói đệ nhớ, đệ viết một phần cho đại tỷ xem xem thương mai nói. Được, hạ lâm gật đầu. Mộ dung khanh lệnh người chuẩn bị bút mực, hạ lâm ngồi xuống viết, thương mai sắp tới xem, nhưng phát hiện những cái đó căn bản không phải chữ, mà là ký hiệu. Đây là cái gì, thương mai ngạc nhiên vô cùng. Nội dung trong độc kinh đó, hạ lâm nói, mấy cái này đều là ký hiệu chứ đâu phải chữ chứ. Hạ lâm sướng sờ một hồi, là chữ, không phải ký hiệu. Lễ thân vương đi qua đó nhìn một cái, sau đó nhíu mày lại hắn thấp giọng nói với mộ dung khanh đây là chữ tây cương mộ dung khanh kinh ngạc chữ tây cương tam ca có nhận nhầm không không thể nhận nhầm được đây là chữ tây cương bổn vương trước đây đã được thấy ở chỗ thái hoàng thái hậu qua rồi thương mai ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi tây cương thì sao sao các người vừa nghe đến chữ tây cương thì sắc mặt liền trắng bạch thế an thân vương giải thích tây cương là một bộ lạc ở vùng tây nam của đại chu chúng ta nổi tiếng về việc chế độc, các loại độc, hơn nữa người Tây Cương ai nấy đều lòng dạ độc ác, hở chút là hạ độc người khác. Vào năm 16 của Huệ Đế, người Tây Cương đã độc chết một thôn làng hơn 500 người ở biên giới Đại Chu Ta. Huệ Đế tức giận, xuất binh trinh phạt, đốt hết văn thư của Tây Cương, lần đó Tây Cương tai họa ngập đầu, người trốn thoát không nhiều, chắc khoảng mười mấy người. Ý của Vương gia là nói quyển độc kinh này là Tây Cương truyền tới. Nhưng tại sao lại ở trong tay của An Nhiên Lão Nhân chứ? thương mai không hiểu mà hỏi. Cái này thì không biết, phải hỏi hắn mới biết được. An thân vương nhìn Hạ Lâm, là ai dạy ngươi biết những chữ này? Ông đó, Hạ Lâm đáp, ông nói ta ngốc, bảo ta học mấy chữ này, nói ta ngốc dễ nhớ. Thương Mai nhớ đến một câu nói, thực ra thiên tài và kẻ ngốc chỉ cách nhau một sợi dây, Hạ Lâm ngốc nghếch, tâm tư đơn thuần, nhưng không có nghĩa là hắn không có thiên phú, hoặc là nói, bởi vì sự ngốc nghếch của hắn cho nên thiên phú của hắn sẽ càng thêm nổi bật, muốn nghiên cứu một chuyện sẽ dễ thành công hơn người xung quanh, bởi vì trong lòng hắn không có gì để quan tâm cả. Nhưng, trong một tháng mà học được tất cả mọi thứ trong độc kinh, vẫn khiến Thương Mai rất chấn kinh. Cô đưa đơn thuốc luyện độc của An Tức Đan cho Hạ Lâm, Lâm Lâm, để xem nếu như muốn giải độc do những loại độc này chế với nhau thì phải giải thế nào. Hạ Lâm nhận lấy, xem kỹ càng, vừa xem vừa dùng tay ra dấu, cái động tác này có chút trẻ con, giống như đang chơi đùa, nhưng bộ dạng của hắn rất nghiêm túc. Vẽ dấu một hồi, hắn cầm lấy bút viết lại tám loại độc này trên giấy lần nữa, chỉ là thứ tự có chút khác nhau. Sau khi viết xong, hắn bắt đầu vẽ vòng tròn, vẽ từng cái từng cái, sau khi vẽ xong, viết tên của hai loại độc vào, sau khi viết xong, lại tô, viết xong, lại tiếp tục tô. Cuối cùng, sau khi bốn vòng đều được tô xong, hắn lại tiếp tục bắt đầu vẽ vòng, tiếp tục viết hai loại độc dược cùng nhau, Viết rồi Tô, viết rồi Tô giống như khi nãy. Tất cả mọi người đều không biết hắn đang làm gì, giống như là đang vẽ lung tung vậy, Tiêu Thác đánh đầu hắn một cái, ngươi làm gì vậy? Bảo ngươi xem mà. Thương Mai quát, Tiêu Thác, không được làm phiền đệ ấy, đệ ấy đang ghép đôi. Ghép đôi gì cơ? Mộ Dung Khanh hỏi. Thương Mai làm một động tác tay, bảo mọi người lui ra, để lại một mình Hạ Lâm vẽ. Sau khi đám người ra ngoài, Thương Mai giải thích nói, độc dược có lúc sẽ xuất hiện hình trạng tương sinh tương khắc, hai loại độc dược khác nhau trộn lại với nhau có thể sẽ trung hòa đi độc tính, cũng có thể sẽ sinh ra một loại độc khác, suy rộng ra, ba loại độc dược trộn cùng nhau cũng sẽ như vậy, hắn phải tính toán rất lâu mới có được độc tính cuối cùng mạnh nhất. Mộ Dung Khanh rất chấn kinh, an nhiên lão vương ra nói hắn mới học độc kinh được một tháng thôi đó. Thương Mai có chút kiêu ngạo, cũng có chút lo lắng, kiêu ngạo đương nhiên là bởi vì Hạ Lâm sẽ không bị người ta coi là tên ngốc nữa, tên ngốc cũng có lĩnh vực chuyên môn mình thảo. Cái lo lắng là hắn biết dùng độc, nhưng không biết khi nào nên dùng, khi nào không nên dùng, điều này rất nguy hiểm. Hạ Lâm tính toán, tính toán cả một buổi tối. Ngày hôm sau, hắn đi ra ngoài hỏi thương mai, đại tỷ, tỷ cho đệ một viên an tức đan đi. An tức đan bây giờ ở chỗ mộ dung khanh, thương mai đi lấy một viên tới, lo lắng mà nói, lâm lâm, đây là thuốc độc, đệ phải dùng cẩn thận chút." Hạ Lâm cười, "Đại tỷ, đệ biết là thuốc độc mà." Hạ Lâm cầm lấy An Tức đan đi đến trong sân, hắn lấy rất nhiều chén nhỏ, từng cái từng cái bày biện gọn gàng, sau đó đặt An Tức đan vào một cái chén trong đó rồi rót nước vào, ngâm tan thuốc ra thì lần lượt đổ vào 16 cái chén. Sau đó, hắn đi vào viết một đơn thuốc cho Thương Mai, "Đại tỷ, tỷ cho người mua số thảo dược này về, đệ muốn thử." Thương Mai nhìn đơn thuốc của hắn một cái, có khoảng mười mấy loại thảo dược, hơn nữa phân lượng mua khá nhiều, mua cả cân. Đệ muốn làm gì? Thương Mai hỏi. Giải độc đó, Hạ Lâm ngơ ngác mà nhìn cô, đại tỷ không phải bảo đệ giải độc sao? À, Thương Mai gật đầu như một tên ngốc, phải rồi. mươi 349, Sừng Huyết Linh Dương. Thảo dược đã được mua về, Hạ Lâm bảo bé mập xuống răng nấu thuốc cho hắn, cầm chi ra lệnh cho người mang đến mười mấy cái lò lửa, 10 cái siêu thuốc, trực tiếp nấu ở trong sân. Thương Mai và Ngự Y cũng tham gia vào, Thương Mai lần này coi như là hiểu ra rồi. Hắn đã tính ra mấy loại độc, nhưng mấy loại này độc tính không giống nhau, cách giải độc cũng khác. Bây giờ chuyện mà hắn muốn làm chính là giải riêng từng loại độc trước, sau đó mới trộn và kết hợp chất giải độc để nghiệm chứng thuốc giải độc cuối cùng. Nhưng đây là một công trình rất lớn, chỉ có hơn một ngày, chưa chắc có thể hoàn thành. Cho nên, sau khi thử nghiệm lô đầu tiên, Thương Mai hỏi Hạ Lâm, Lâm Lâm, ngày mai tỷ phải giải châm phong huyệt cho nàng ta rồi, như vậy độc tính sẽ lập tức vận hành, bây giờ để có cách nào tạm hoãn độc tính lan ra không? Hạ Lâm lục lọi trong túi đồ, tìm ra một cái lọ, trong lọ có đựng một con sâu, giống như là con rết, nhưng lại không có nhiều chân như con rết, từng vòng từng vòng, cả thân đỏ thấm, nhúc nhích chậm chạp trong lọ, nhìn rất rợn người, Hạ Lâm nói, dùng cái này. Đây là cái gì? Thương Mai hỏi, hạ lâm nói đây là sâu bảy đốt mỗi một đốt đều có thể ngưng độc uống vào sẽ hấp thụ phần lớn độc trong cơ thể nhưng sâu bảy đốt ở trong cơ thể bảy ngày sẽ chết một khi chết rồi thì tất cả độc cùng với độc trong cơ thể nó đều sẽ bạo phát ra người sẽ chết cũng chính là nói có thể tạm hoãn được bảy ngày thương mai hỏi phải bảy ngày sau phải dụ sâu bảy đốt ra ngoài vậy sau khi rụ ra độc trong cơ thể công chúa há không phải đều được giải hết rồi sao trên mặt thương mai tràn đầy hy vọng mà hỏi nghe ý của hắn sâu bảy đốt đi vào cơ thể hấp thụ đi phần lớn độc trong cơ thể vậy lúc sâu bảy đốt đi ra ngoài đương nhiên sẽ đem độc đi theo hạ lâm lắc đầu đại tỷ nếu được như vậy vậy thì sao còn cần giải độc chứ sau khi sâu bảy đốt đi xuống sẽ dùng đốt của nó tạm thời đựng độc tính nó không thể chuyển động được một khi chuyển động cái đốt sẽ lỏng ra độc được đựng trong đốt đó sẽ bị phóng thích ra ngoài cho nên sau khi công chúa ăn sâu bẩy đốt vào, sâu bẩy đốt sẽ ở trong dạ dày và ruột, nhìn thấy hai cái móc móc kia của nó không? Cái móc này sẽ móc vào ruột, cơ thể duy trì một tư thế không thay đổi, trừ khi ngửi thấy mùi máu tươi mới nhúc nhích, chúng ta muốn dụ nó ra cũng là dùng máu tươi dụ nó. Thương Mai thật tâm không hiểu, một con sâu cho dù có công năng hấp thụ độc tính, nhưng nó ở trong đường ruột làm sao mà hút đi tất cả độc trong cơ thể chứ? Phải biết độc tính một khi phát tác huyết quản của cơ thể và lục phủ ngũ tạng của cơ thể đều có độc. Hai, được rồi, cô hồ đồ rồi, gần đây não không làm ăn được gì cả. Một khi giải huyệt, máu huyết vận hành, độc tố cũng sẽ đi qua các cơ quan, đương nhiên có thể hấp thụ độc tính. Nhưng mà, con sâu trăm đốt này thật là rất thần kỳ nha. Nếu như có thể về đến hiện đại, cô thật sự muốn đem về nghiên cứu một chút, ở hiện đại, cô không có nhìn thấy thứ này qua. Cứ như vậy, Thương Mai theo Hạ Lâm đi điều chế thuốc giải như một tùy tùng, nhưng đây chỉ là bắt đầu, từ từ cô chiếm chủ đạo, bởi vì Hạ Lâm tuy hiểu về giải độc, cũng hiểu làm sao phân biệt được độc tính, nhưng không có kinh nghiệm thực tiễn, không nắm được phân lượng, Thương Mai và Ngự Y đúng lúc có thể bổ sung vào phương diện này. Hạ Lâm có một cây châm bạc, là chuyên dùng để thử độc, chỗ thần kỳ của cây châm bạc này là sẽ hiện lên màu sắc khác nhau ở các độc tính khác nhau. Thương Mai mới bắt đầu không tin châm bạc thử độc Cổ nhân dùng châm bạc thử độc là vì cổ nhân đa phần dùng thạch tín để hạ độc, thạch tín bởi vì tinh luyện không được thuần, sẽ tàn dư lại một chút lưu huỳnh, mà lưu huỳnh sẽ khiến châm bạc trở nên đen, nếu như thạch tín được tinh luyện nguyên chất, sẽ không tàn dư nguyên tố lưu huỳnh. Châm bạc sẽ không trở nên đen, cho nên rất nhiều loại độc không có lưu huỳnh, châm bạc đều không thể thử ra được. Nhưng, châm bạc này của Lâm Lâm lại thật sự có thể khiến cho những độc tố khác nhau hiện lên những màu khác nhau, quá ư là thần kỳ. Thương Mai cảm thấy mình hiểu quá ít về trí tuệ của người cổ đại, cũng quá đánh giá thấp rồi, cũng như người cổ xưa không thể tưởng tượng được rằng, có một ngày, nhân loại sẽ dùng một tờ giấy thấm nước tiểu để biết có mang thai hay không. Sau khi cô đến cái triều đại này, y thuật được tiếp xúc không hẳn là cao minh, liền cho rằng nơi này không có y thuật cao minh, nhưng không biết, cũng có những người hành y cao minh hơn cả hiện đại, chỉ là cô chưa gặp mà thôi. Không gặp không có nghĩa là không có. Ngày thứ ba, Trước khi giải phong châm ra, Hạ Lâm đã đặt sâu bảy đốt vào miệng của tráng tráng, một tiếng sau, cô giải phong châm, tráng tráng không có tỉnh lại. Ngày thứ tư, tráng tráng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng có thể đút một chút cháo lỏng vào, nàng ta có công năng nuốt cơ bản. Chiều tối ngày thứ tư, Hạ Lâm cuối cùng đã phân biệt ra độc tính rồi, đã tinh chế ra được chất độc. Hắn dùng độc đã tinh chế ra bỏ vào nước, đút một con bò uống, nhưng sau đó, con bò cường tráng đó lập tức ngã xuống chìm vào hôn mê một khắc sau mất đi hơi thở bò không có vùng vẫy không có đau khổ điều này phù hợp với dược tính của An tức đan đốc tính luyện chế ra từ cách này là có cách để giải độc có thể biết bên trong 8 loại độc này có hai loại là trung hòa cho nhau có hai loại độc kết hợp đã trở thành một loại độc khác còn 4 loại độc còn lại trộn vào nhau thì trở thành dược tính của mê hồn dược chính là vì dược tính của mê hồn dược này khiến người lúc chết đã chìm vào hôn mê trước mất đi đau khổ còn về hai loại độc trung hòa lẫn nhau là không có tác dụng gì cả, chỉ là dùng để xáo trộn thị giác giải độc. Bên thuốc giải cũng đã có kết quả, Hạ Lâm nói cho Thương Mai, đơn thuốc giải đã có rồi, nhưng cần phải có dược dẫn thì cái đơn này mới có hiệu quả. Thương Mai biết dược dẫn là gì, dược dẫn chính là tên gọi chung của việc khai thông kinh mạch. Nó dùng để chỉ một số loại thuốc có thể đưa dược lực của các vị thuốc khác đến bộ phận bị bệnh hoặc một kinh mạch nhất định, đóng vai trò điều hướng. Ngoài ra, dược dẫn còn có thể tăng cường hiệu quả trị liệu, giải độc, bảo vệ dạ dày đường ruột vân vân. Nếu không có dược dẫn, số thuốc này không thể đến kinh mạch trong cơ thể, không thể đạt đến tác dụng giải độc hoặc là nói không thể nào tiệt trừ hoàn toàn độc tố, sẽ tàn dư lại những thương tổn không thể nào cứu vãn trong cơ thể. Vậy dược dẫn mà đệ cần là gì?" Thương Mai hỏi. Hạ Lâm viết rất nhiều ký hiệu trên giấy, số ký hiệu này trông giống như một công thức, đương nhiên bây giờ mọi người đều biết đó là chữ Tây Cương rồi. Viết một hồi, Hạ Lâm ngẩng đầu nói, sừng huyết linh dương. Ngư y sướng sờ, sừng huyết linh dương, là sừng linh dương sao? Nếu như là sừng linh dương thì dễ, cái này tuy quý giá, nhưng cũng là trung dược thường thấy. Thương Mai lắc đầu, không phải, khác đó, huyết linh dương rất hiếm thấy. Lúc cô ở hiện đại đã từng nhìn thấy huyết linh dương trong một quyển sách cổ của giáo sư Lâm, nhưng những ghi chép liên quan đến huyết linh dương ở hiện đại đã ít lại còn ít hơn hạ lâm nói ở trên chỗ nhọn nhọn của sừng huyết linh dương có một loại độc tố nhẹ có thể có tác dụng của dược dẫn ngoài ra thì không còn gì thích hợp nữa mộ dung khanh hỏi hạ lâm người biết có chỗ nào có sừng huyết linh dương không hạ lâm lắc đầu đôn hậu mà nói tỷ phu đệ không biết hai ngày nay hắn đã biết mộ dung khanh là tỷ phu của hắn rồi tiếng tỷ phu này khiến mộ dung khanh nghe rất hài lòng lập tức nhìn hắn với ánh mắt tiểu tử ngươi rất có tiền đồ đó. chương 350, Thái tử Lương Quốc. Sau đó, thì lật sách để xem rốt cuộc chỗ nào có ghi chép về huyết linh dương. Nhưng, mọi người lật cả nửa ngày đều không nhìn thấy tư liệu về huyết linh dương, đang lúc giàu dĩ thì viện phán suốt cung đến. Ông ta nghe thấy huyết linh dương, thì sướng sờ một hồi, cao mày suy nghĩ. Nói với mộ dung khanh, phi thần có nghe nói Hoàng cung lương quốc từng có một cặp sừng huyết linh dương, là ngày trước của ôn yến đại phu, sau này đã cho đại công chúa kinh mặc, nghe nói sau này đại công chúa lại cho thái tử điện hạ của lương quốc rồi. Lời của viện phán đã dây lên tinh thần cho mọi người. Bởi vì, thái tử lương quốc tối nay sẽ đến kinh đô, nếu như hắn thật sự có sừng huyết linh dương, đồng ý cho mượn, cho ngựa chạy nhanh đến lương quốc rồi quay về, đại khái là 10 ngày. Bây giờ sâu bảy đốt có thể ở trong cơ thể 7 ngày, sau khi dụ ra thì có thể phong châm lần nữa, là có 3 ngày, cộng lại là 10 ngày. Thái tử Lương Quốc có đến Đại Chu hai lần rồi, cộng thêm lần này là 3 lần. Mỗi lần đến, đều nhận được sự tiếp đãi long trọng của Đại Chu, nhưng đều không long trọng bằng lần này. Hắn còn chưa đến cổng thành thì đã nhìn thấy hai hàng người dài ngoằng, trải thảm đỏ từ cổng thành đến nửa dặm. Hai bên thảm đỏ, vệ binh đứng ngay ngắn, khi nhìn thấy xe ngựa cửa hắn, liền bắt đầu tấu nhạc và đốt pháo, vì trời vẫn còn chưa tối nên pháo hoa cũng không đẹp, nhưng thực sự đã dọa phải thái tử lương quốc tống đoan dương rồi. Khi đội xe đến gần hơn một chút, hắn nhìn thấy một đám người đang đứng dưới thành lầu, sau khi cẩn thận phân biệt, hắn gần như nhìn thấy tất cả các thành viên của hoàng tộc, lễ thân vương, an thân vương, nhiếp chính vương, định quốc vương, lương vương, bắc tương vương, lương hầu gia, tịnh quốc công, v, v. Hắn vội vàng hỏi người hầu bên cạnh, triều đại chu này bị sao vậy? Bày trận lớn như vậy để tiếp đãi bổn vương. Người hầu cũng có chút kinh ngạc, nô tài cũng không biết là sao nữa, người xung quanh thì cũng thôi đi, nhưng nhiếp chính vương đích thân ra cửa thành nghinh tiếp thật đúng là bất thường. Phải biết, nhiếp chính vương bây giờ bằng với quốc vương rồi, nghinh tiếp thái tử nước khác không cần phải phiền đến hắn, hơn nữa, cho dù hắn muốn nghinh tiếp cũng không nên đến cửa thành. Xe cộ lũ lượt ngừng lại, thái tử lương quốc tống đoan dương nhảy xuống xe, một thân áo bảo gấm màu trắng tung bay trong gió lạnh, tuy đã 36-37 tuổi nhưng vẫn anh tuấn như cũ. Hoàng thất Lương quốc sinh toàn người đẹp, thiên hạ đều biết, vị thái tử này có được sự chân truyền nhan sắc của thái thượng hoàng Lương quốc, cũng chính là tổ phụ của Tống Đoan Dương, Tống Trọng Lâu. Tống Đông Dương dẫn sứ quan tiến lên trước, Mộ Dung Khanh cũng tiến lên trước, không đợi các sứ thần chào, Mộ Dung Khanh đã kéo tay Tống Đoan Dương, bộ dạng thân thiết, "Tống huynh, đi đường vất vả rồi đúng chứ?" Bồn Vương đã chuẩn bị yến tiệc ở Vương phủ chiêu đãi chư vị rồi một tiếng tống huynh khiến cho tống đoan dương gần như lòi cả mắt ra hắn nhìn mộ dung khanh thần sắc nghi hoặc vương gia cái này hắn quay đầu lại nhìn một cái sứ quan lũ lượt hành lễ ồ mộ dung khanh như mới nhớ ra chuyện xã giao sau đó xua xua tay đại chu bọn ta và lương quốc giống như huynh đệ vậy giữa huynh đệ không cần khách sáo nhiều như vậy đều miễn lễ miễn lễ đi tại nhiếp chính vương các sứ thần nói Tống Đoan Dương đến Vương phủ trong muôn vàn sự ngạc nhiên, vừa xuống xe ngựa liền thấy Vương phủ bày trận cũng rất lớn, cửa treo đèn màu sắc, pháo nổ đỏ rực. Hắn vừa đi vào liền nghe thấy tiếng vang bụp 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 bụp. Hắn còn chưa kịp phòng bị gì thì đã giật mình đến trắng toát cả mặt, căn bản là không kịp hàn huyên gì thì đã bị đưa vào tiệc. Các vị thân vương lũ lượt đến kính rượu, cứ một vòng như thế, hắn uống đến cả bảy tám ly. Có sứ thần muốn tiến lên trước giúp hắn uống rượu mộ dung khanh vậy mà lại bưng rượu lên kính cả vị sứ thần đó. Sau khi mộ dung khanh kính xong, những thân vương khác cũng kính, sứ thần này chỉ muốn giúp thái tử uống một ly thôi, cuối cùng bản thân mình bị kính tới 7, 8 ly, hơn nữa phẩm giá của hắn lại thấp, chư vị vương ra kính rượu với hắn, sau khi kính xong hắn phải uống 3 ly để bày tỏ lòng thành kính, mấy sứ thần này đều là người uống được, dù sao cũng là ứng xử ngoại giao, dù gì cũng phải có tử lượng tốt. Nhưng, 10 ly uống vào, hắn say đến 7 hay 8 phần, đi bộ cũng không vững nữa. Thương mai tối nay cũng có mặt, không trách được hành động đáng sợ này của mộ dung khanh, bởi vì thật sự thời gian rất gấp rút. Bọn họ đã phân tích qua, Thái tử Lương Quốc muốn đến để cầu thân, nếu như biết tráng tráng tự vẫn vì tên nam nhân khác, hắn chưa chắc sẽ cứu, cho nên, cách tốt nhất là chúc hắn say bảy, tám phần, rồi lên tiếng, một khi hắn nói cho, viết chỉ thị xong sẽ lập tức ra lệnh cho người xuất thành đến Lương Quốc nghiêm vinh và tô thanh đã đợi ở bên ngoài chỉ đợi lấy được chỉ thị viết tay là sẽ lập tức xuất phát nhưng hiển nhiên thái tử của lương quốc không giống với thái tử đại chu hắn uống một tràng nhưng không có thấy say ngẩng đầu lên trong đôi con người có ánh sáng tinh khôn vương ra có lời gì xin cứ nói hắn nhìn ra được yến hội tối nay là được sắp xếp trước bình thường mà nói sứ giả đến nước yến tiệc đều sẽ sắp xếp vào ngày hôm sau ngày đầu tiên chắc chắn là để cho sứ giả nghỉ ngơi nhưng bọn họ còn chưa được uống một ngụm nước thì đã trực tiếp bị kéo vào đây rồi. Hắn cũng biết, nhiếp chính vương mộ dung khanh rất ít khi tổ chức yến tiệc khoản đãi, hoặc là nói, chưa hề có. Mà hôm nay lại không có chủ đề nói chuyện nào, chủ đề duy nhất là khiến hắn uống rượu. Mộ dung khanh đặt ly rượu xuống, tất cả mọi người đều đặt ly rượu xuống, nhìn nhau một cái. Mộ dung khanh trầm mặc một hồi, nói, đích thực là có chút chuyện, cũng xin điện hạ đừng chấp nhận bổn vương nghe hỏi, điện hạ có phải là có sừng huyết linh dương không? Tống đoan dương nhanh chóng ngẩng đầu lên, vương ra sao lại hỏi như vậy? Tiểu cô cô của bổn vương chúng độc rồi, cần phải có sừng huyết linh dương giải độc. Mộ dung khanh từ bỏ kế hoạch ban đầu, bởi vì tống đoan dương rõ ràng rất thản nhiên, hắn cũng dứt khoác nói cho rồi. Thần sắc tống đoan dương chợt căng lại, công chúa chúng độc. Sao lại vậy? Nói ra thì rất dài, từ từ rồi nói với điện hạ. Mộ Dung Khanh nhìn hắn, "Vậy, Điện hạ có phải thật sự có sừng huyết linh dương không?" Tống Đoan Dương gật gật đầu, "Phải." Mộ Dung Khanh đối mắt nhìn nhau với Thương Mai một cái, Thương Mai đè nén sự vui mừng, nhẹ giọng hỏi, "Vậy không biết Điện hạ có thể cho bọn ta mượn sừng huyết linh dương một chút không? Bọn ta chỉ cần một chút xíu bột mài là được, còn lại thì có thể trả lại cho Điện hạ." Tống Đoan Dương cười khổ một tiếng, "Của thực bổn vương có sừng huyết linh dương, nhưng 17 năm trước đã bị người ta trộm đi rồi." Đám người hả một tiếng, khó tránh thất vọng. Mộ Dung Khanh có chút không tin, có người vào hoàng cung trộm đồ. Là ai trộm, cuối cùng không thể truy đuổi lại sao? Tống Đoan Dương cầm ly rượu lên, gần như là cắn răng mà nói, bổn vương cũng đang tìm tên trộm này, tên này ngoại trừ trộm đi sừng huyết linh dương, còn trộm đi một thứ cũng rất quan trọng với bổn vương, đến nay vẫn chưa trả về. Là ai? Thương Mai hỏi. Sắc mặt Tống Đoan Dương rất kìm nén cũng rất phẫn nộ, là bang chủ cũ của Diêm bang trong nước ta, tên là Lưu Nguyệt, tên nữ đầu sỏ này, nếu như bổn vương tìm được nàng ta chắc chắn sẽ xử trí nàng ta thật nặng. Thương Mai hỏi, vậy tại sao lại không trực tiếp đến Diêm bang tìm người? Nàng ta chạy rồi sao? Chạy rồi, Diêm bang cũng không cần nữa, sau khi trộm đồ của bổn vương đi thì đêm đó đã dọn nữ trang chạy rồi, bổn vương đã tìm 17 năm trời, cũng không có tung tích của nàng ta. Chương 351, muốn cưới công chúa. Lời của Tống Đoan Dương như một chậu nước lạnh, dập hết mọi hy vọng của mọi người. Thương Mai vẫn không chết tâm, sừng huyết linh dương có một đôi, bị Lưu Nguyệt trộm mất một cái, vậy còn một cái nữa đâu? Lời của Tống Đoan Dương đã đánh tan hy vọng cuối cùng của Thương Mai, nàng ta đã trộm cả đôi. Hy vọng vừa nhen nhóm đã lại bị dập tắt, cảm giác này thật sự rất khó chịu, Lương Vương là người tệ nhất, Lương Vương luôn phải chịu đựng mọi đau khổ. Tống Đoan Dương truy hỏi chuyện của Tráng Tráng, Thương Mai không che giấu, bèn nói chuyện tiêu kiêu nghĩ quần tự tử sau khi nàng ấy tự vẫn ra. Tống Đoan Dương nghe vậy thì rất cảm động, thở dài thường thượt rồi nói muốn đi thăm Tráng Tráng. Mọi người đều rất bội phục sự độ lượng của hắn, dù sau năm đó hắn cũng có hôn ước với Tráng Tráng trước, bị đại chu hủy hôn, lần này còn kiên trì đến cưới, lại xảy ra chuyện như vậy, vậy mà hắn lại không tức giận chút nào. Thương Mai cảm thấy, thái tử lương quốc này cũng là người trọng tình. Cuối buổi yến tiệc, mọi người đều không còn tâm trạng uống rượu nữa, lần lượt rời đi, mộ dung khanh đưa tống đoan dương đi biệt viện nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Hoàng Thái Hậu đã triệu thương mai và ngự y viện vào cung để hỏi tình hình của tráng tráng. Sau khi nghe được là không còn cách nào khác, Hoàng Thái Hậu thở dài, bảo đám người thương mai về. Nhóm người thương mai rời đi không lâu, Quý Thái Phi vào cung sau khi tráng tráng xảy ra chuyện, cô vẫn chưa đi thăm tráng tráng. lần này vào cung, cô nói tráng tráng e là không ổn, phải tìm một người cưới tráng tráng. nếu không, nàng ấy sẽ trở thành cô hồn. sân gian đại chu có phong tục như vậy, nếu nữ tử chưa gả đi mà đã chết, thì sẽ không có nơi nương tựa, phải làm cô hồn giã quỷ không thể đầu thai. vì vậy, thường thường nếu một nữ tử chưa gả đi mà đã chết, đều sẽ tìm âm hôn, nam tử cũng sẽ vậy. Ý của Quý Thái phi là so với việc đợi Tráng Tráng chết mới làm âm hôn, nhân lúc nàng còn chút hơi thở, cử hành hôn lễ trước thì hơn. Đương nhiên là hoàng thái hậu không tán thành, Tiêu Kiêu và Tráng Tráng lúc còn sống không thể ở bên nhau, bây giờ hai người đều sắp ra đi rồi, đương nhiên là phải để chúng làm một đôi vợ chồng ma, cũng là thành toàn cho tâm nguyện của chúng. Quý Thái phi nói, tỷ tỷ đừng quên, Tiêu Kiêu này đã có người nguyên phối, chẳng lẽ muốn Tráng Tráng nhà chúng ta làm tiểu thiếp? Không thể nào. Hơn nữa, tiêu kiêu còn sống hay đã chết cũng chưa biết rõ, không thể hưu thê, danh phận này của Hàn Thanh Thu coi như đã chắc chắn rồi, sao có thể bảo chúng là vợ chồng ma được chứ? Như vậy là đang sỉ nhục công chúa chúng ta. Hoàng Thái Hậu chưa nghĩ đến điều này, quả thực, thân phận của tráng tráng sao có thể làm tiểu thiếp được. Hơn nữa hôn sự của Hàn Thanh Thu và Tiêu Kiêu là do đích thân bà ban hôn, cũng không thể nào bảo bà đuổi người ta đi được, Tiêu Gia sẽ nghĩ thế nào? Bách tính thiên hạ sẽ nghĩ thế nào? người thiên hạ không biết chuyện giữa tráng tráng và tiêu kiêu đâu tráng tráng đã dùng an tức hoàn không thể cứu được nữa bây giờ tuy thương mai nói có thể kéo dài tính mạng cho nàng vài ngày nhưng vài ngày sau nàng vẫn sẽ ra đi nếu không gấp gáp tiến hành hôn lễ này sau này sẽ phải làm âm hôn cũng sẽ ảnh hưởng đến thể diện hoàng gia hoàng thái hậu lập tức mất bình tĩnh chuyện này hay là đợi ai ra hỏi ý kiến của lão thất quý thái phi cười tỉ tỉ công chúa là trưởng bối của a khanh hôn sự của nàng ấy sao có thể hỏi A Khanh được. Chỉ có thể là tỷ làm chủ, tỷ là chị dâu của nàng, có thể làm chủ cho hôn sự của nàng. Hoàng Thái Hậu nghĩ một lúc, Nam Hoài Vương sắp đến Kinh Thành rồi, ngày mai đi hỏi ý kiến của ông ta trước, ôi, ai ra cũng không biết nên giải thích với ông ta thế nào, trước khi đi Việt Đông, hết lần này đến lần khác ông ta dặn dò ai ra phải chăm sóc tốt cho tráng tráng. Quý Thái Phi nói, đúng thế, Vương gia rất yêu thương công chúa, nếu ông biết được công chúa xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Hoàng Thái Hậu nhớ đến dáng vẻ của tráng tráng, nước mắt lại rơi, tim của ai ra, rất khó chịu. Quý Thái Phi rũ mắt xuống, khẽ thở dài, đúng vậy, khó chịu thật. Một lúc sau, Quý Thái Phi ngước mắt lên, hiện giờ công chúa xảy ra chuyện, nên gọi lão bát trở về tiến cô cô của y một chặng rồi. Hoàng Thái Hậu hơi ngẩn ra, quả thực, tráng tráng là công chúa Trấn Quốc, lại là cô cô ruột của Nam Hoài Vương nếu nàng mất nam hoài vương phải trở về tổ tông có quy định về lễ pháp huệ đế chủ trương trị quốc bằng lòng nhân từ và đạo hiếu nếu không hạ chỉ truyền hắn về thì sẽ là làm trái với chủ trương trị quốc của huệ đế nhưng liệu hắn trở về có gây ra sóng gió gì không quý thái phi khẽ nói muội biết tỉ tỉ lo lắng điều gì yên tâm đi muội sẽ trông chừng kỹ y y và công chúa cũng xem như là cùng nhau lớn lên tình cảm sâu sắc nếu không để y trở về tiến công chúa một chặng chị e e y sẽ nuối tiếc cả đời này hoàng thái hậu nói chuyện này ai ra sẽ cân nhắc quý thái phi cũng không ép buộc nữa chỉ nói đúng tỷ cứ bình tĩnh cân nhắc dù sao tỷ mới là mẫu hậu của nàng hoàng thái hậu ngẩng đầu lên khẽ nhíu mày lời nói này không phải ép buộc nhưng mà lại khiến bà không thể không nghiêm túc cân nhắc hơn nữa cho dù có hỏi lễ bộ hỏi lễ thân vương thì theo quy tắc hắn vẫn phải trở về Quý Thái Phi rời khỏi, trở về vương phủ. A Phúc hỏi, Quý Thái Phi có muốn đi thăm công chúa không? Quý Thái Phi chán ghét nói, người sắp chết có gì đáng xem chứ? Nhưng thể hiện ra bên ngoài, Quý Thái Phi vẫn nên đi một chuyến. A Phúc nói, ai ra chưa từng nói chuyện với nàng ta, tình cảm cũng không thân thiết, đi thăm nàng ta như vậy lại khiến người ngoài suy đoán, bây giờ ai ra không muốn ra ngoài hoạt động nữa, bọn họ thích thăm thế nào thì thăm. Vâng, Nô tài có cần đi mời biểu thiếu ra không?" A à Phúc hỏi. "Bảo nó lập tức đến đây." Quý thái phi hờ hững phân phó. "Vâng, nô tài đi ngay." A à Phúc nói xong, quay người rời đi luôn. Không lâu sau, liền có một thanh niên 18, 19 tuổi dẫn theo hai tên đầy tớ vào vương phủ, người này mặc một bộ thân trang phục đỏ, dáng đi uyển chuyển, thoạt nhìn khiến người ta chỉ thấy toàn phấn son, hắn đi thẳng vào thanh ninh các của quý thái phi. "Cô mẫu Người thanh niên cúi người bái kiến. A à sán, ngồi đi, quý thái phi nhìn hắn, khẽ nhíu mày, sau này mặc đàng hoàng một chút, xem người kia, 18-19 tuổi rồi, lúc nào cũng ăn mặc như con chim công vậy, còn nữa, nam tử thì đánh phấn gì chứ. Vớ vẩn, cô mẫu, thanh niên tuổi thân nói, nam tử đánh phấn đâu phải chỉ có một mình ta, trong kinh thành có biết bao văn nhân, thi nhân đều làm vậy đó. Người ta là người ta, người đừng quên, tổ tiên chúng ta lừng danh thế nào. Bây giờ trong kinh thành, tôn gia chúng ta cũng là gia tộc có địa vị, đại cô mẫu ngươi là thái hậu, ai ra là quý thái phi, không thể nào để ngươi bôi cho chát chấu lên mặt tôn gia chúng ta được. Quý thái phi trách móc, người này chính là cháu ruột đằng ngoại của quý thái phi, đệ đệ của nhu sao huyện chúa, tôn sán. Vâng, biết rồi ạ, à. tôn sán hiển nhiên có chút không vui, nhưng cũng không dám phản bác. Quý thái phi bảo hắn ngồi xuống, nói, ngươi phải nhớ rõ ngày mai ngươi vào cung đi gặp đại cô mẫu của ngươi nói với bà ta ngươi ngưỡng mộ công chúa đã lâu đã sớm muốn cưới nàng làm vợ nhưng vì ngại tuổi tác và thân phận nên không dám nói ra bây giờ nàng xảy ra chuyện không nỡ để nàng thành cô hồn muốn cưới nàng qua cửa nàng làm quỷ cũng có phủ để có thể vào tôn sán ngẩng phát đầu tại sao ta phải cưới công chúa nàng đã sắp chết rồi ta không muốn cưới một người chết im miệng quý thái phi tức giận nói ngươi thì hiểu cái gì nàng sắp chết rồi, nhưng nếu ngươi cưới nàng, gia tài của nàng sẽ là của ngươi hết, ngươi biết nàng có bao nhiêu phong ấp và tài sản không? chương 352, Ý Nhi Tôn sán lắc đầu, có bao nhiêu? Quý Thái Phi nhìn hắn, tôn ra chúng ta còn không bằng một đầu ngón tay của nàng. Tôn sán kinh ngạc vô cùng, nhiều như vậy sao? Bây giờ ngươi còn cảm thấy cưới nàng là chịu thiệt thòi không? Quý Thái Phi nhìn hắn. Tôn sán hi hi cười, vẫn là tiểu cô mẫu yêu thương ta, được, ngày mai ta sẽ vào cung nói với Hoàng Thái Hậu. Ừm, đi đi, quý Thái Phi vẫy vẫy tay. Tôn sán cảm ơn hết lời rồi rời đi, tư thế đi đường càng uyển chuyển hơn. Thái tử Lương Quốc đi thăm tráng tráng, tráng tráng vẫn mặc bộ giá y đó, hắn khẽ thở dài một hơi, năm đó, bổn cung đã định hôn ước với nàng, thật ra biết nàng đã có người trong lòng, nhưng bổn cung cũng không quan tâm, vì trong lòng bổn cung cũng có một người, Chắp phá lại thôi, hai nước liên hôn cũng là chuyện tốt, nhưng lại không biết tại sao lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Thương Mai nghe lời này, lại nhớ đến vị bang chủ diêm bang lưu nguyệt mà hắn từng nhắc đến, không biết người trong lòng hắn có phải nàng hay không. Cô thật sự mong mỏi lưu nguyệt này có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Như vậy thì, tráng tráng sẽ có hy vọng rồi. Mộ dung khanh hạ chỉ, dán hoàng bảng, tìm kiếm sừng huyết linh dương. Hạ lâm bị đưa về thính vũ hiên, liên thúy ngữ thấy hạ lâm còn sống, ôm hắn khóc suốt mướt. Bởi vì Hạ Lâm trở về, đương nhiên không thể ôm Trần Nguyệt Nhung, nhưng Hạ Lâm rất sợ bà ta, cũng không muốn nhìn thấy bà ta, chỉ cầu xin Liên Thúy Ngữ thả bà ta đi. Liên Thúy Ngữ nể mặt Hạ Lâm, thả bà ta đi. Trước khi Trần Nguyệt Nhung rời đi, cũng không nói chuyện với Hạ Lâm, bà ta biết không thể nào mong ngóng Hạ Lâm được, tên ngốc này không phải nơi để dựa dẫm. Bà ta đoán chắc Hạ Oanh Nhiễm đã có chỗ đứng vững chắc bên ngoài, rời khỏi thính Vũ Hiên Bèn đi tìm Hạ Oanh Nhiễm, Chuyện này tạm thời không nói đến. Về hoàng bảng được dán lên hai ngày, có rất nhiều người đến nơi nói có sừng huyết linh dương, nhưng sau khi Thương Mai kiểm tra, chúng đều là giả, do có vài người gian xảo tham tiền thưởng, cố ý nhuộm đỏ sừng huyết linh dương. Từng hy vọng dập tắt trước mặt Thương Mai, cô tức giận, sai người đánh toàn bộ đám người lừa đảo kia 30 bản rồi đuổi đi. Muốn tìm sừng huyết linh dương, xem ra hy vọng là rất bé nhỏ. Mấy ngày này Thương Mai thật sự rất mệt mỏi nhìn tráng tráng nằm trên giường chuyện gì cô cũng không thể làm nổi đúng lúc này trong cung truyền đến tin tức nói hoàng thái hậu muốn tìm một nhà cho tráng tráng để nàng thành thân trước khi chết mộ dung khanh nghe thấy tin này lập tức vào cung thương mai thấy hắn vô cùng tức giận sợ hắn sẽ gây loạn trong cung muốn đi theo mộ dung khanh nói nàng không cần đi bản vương phải nói chuyện rõ ràng với mẫu hậu hắn nhàn nhạt nói giọng điệu lại rất trầm rõ ràng là muốn vào đó vấn tội Thương Mai biết tình cảm mẫu tử của hai người khá tốt, lần nói chuyện này cho dù có không vui vẻ cũng sẽ không thể gây tổn thương sâu sắc đến hai người. Mộ Dung Khanh vừa rời đi, cầm chi đã đến, Vương Phi, lại có một người nói có sừng huyết linh dương tới rồi. Thương Mai chán ghét xua tay, là đám người giảo hòa tham lam đó sao? Đuổi đi, cầm chi nói, lần này người đến là một cô nương, nhìn có vẻ rất thành thực, hay là gặp một lát. Thương Mai nghĩ, đã thất vọng bao nhiêu lần như vậy rồi cũng thêm một lần nữa cũng vậy tuy nàng ta cho rằng bây giờ cô nương kia nhìn có vẻ đơn thuần cũng có thể là một kẻ lừa đảo đưa vào đây đi thương mai nói cầm chi nhận lệnh ra ngoài nhưng mà cầm chi vẫn chưa đưa cô nương kia vào đã thấy đao lão đại sông vào nói đại tiểu thư trần thái quân mời người mau chóng đi một chuyến nói là đại tiểu thư trần ra ngã gãy chân rồi thương mai sợ hãi sao lại như vậy đao lão đại nói phía bên trần gia phái người đến nói đại tiểu thư trần gia biết công chúa xảy ra chuyện bèn tự ý trèo tường trốn ra ngoài không ngờ lại bị ngã xuống thương mai thở dài gần đây nhiều chuyện phải lo thật cô dặn dò người y hầu hạ bên cạnh lát nữa lúc cầm chi đưa cô nương đi vào người kiểm tra cẩn thận thứ nàng đem đến có phải sừng huyết linh dương hay không đừng đưa tiền thưởng vội vâng ta biết rồi thưa vương phi người y nói Thương Mai dặn dò ngự y xong bèn sách dương thuốc đi cùng đao lão đại. Lúc cô ra ngoài cửa có chạm mặt cô nương kia, thấy nàng cũng chỉ khoảng 15, 16 tuổi, dáng vẻ ngọt ngào, xinh đẹp, tóc búi hai bên, đôi mắt rất to, lúc thấy Thương Mai, nàng ta nhìn cô với vẻ tò mò. Thương Mai dừng lại, dặn dò cầm chi, người đưa nàng đi gặp ngự y, ngự y đang đợi đó. Nói xong, bèn vội vàng rời đi. Cầm chi thấy Thương Mai vội vàng rời đi, không khỏi tò mò vương phi vội đi đâu vậy chứ cô nương kia nói nàng chính là vương phi hạ thương mai của nhiếp chính vương sao nàng xinh đẹp thật đó cầm chi nói một lát nữa đi vào không được nói linh tinh biết chưa có ngự y ở đó ngự y hỏi ngươi cái gì thì ngươi nói cái đó ta biết rồi ta sẽ không nói linh tinh đâu cô nương nọ chấp chấp đôi mắt sáng ngời nói cầm chi đưa nàng đến trước mặt ngự y nói lý ngự y chính là vị cô nương này nói có sừng huyết linh dương lý ngự y quan sát nàng người tên là gì cô nương kia nói bẩm đại nhân ta tên là vương ý nhi lý ngự y gật đầu người mang sừng huyết linh dương đến à vương ý nhi lắc đầu không có ở chỗ của mẹ ta mẹ ta không muốn cho lý ngự y ngơ ra mẹ ngươi không muốn cho vậy ngươi đến đây làm gì vương ý nhi chừng lớn mắt nhưng mọi người có thể đi cướp Lý Ngự Y bật cười, đứa trẻ này, nào có người bảo người khác đi cướp đồ của mẹ mình như ngươi chứ? Vương Ý Nhi không hiểu hỏi, vì sao lại không thể? Nếu như có thể cứu mạng người thì đương nhiên có thể cướp rồi, cướp rồi còn có thể trả về cho bà mà. Lý Ngự Y lắc đầu, gọi người đến lấy tấm hình ra, ngươi xem, sừng huyết linh dương của mẹ ngươi là như vậy sao? Vương Ý Nhi nhìn qua, có chút do dự, có chút giống, nhưng không phải màu đỏ, là màu vàng kèm theo chút tơ máu. Lý Ngự Y không khỏi thất vọng, nhưng cũng không nỡ trách móc nàng, vậy ngươi nhầm rồi, cô nương, đó chỉ là sừng linh dương thôi, không phải sừng huyết linh dương, ngươi về đi, lát nữa Vương Phi về mà biết ngươi không có gì là sẽ đánh ngươi đó. Vương Ý Nhi cũng có chút thất vọng, không phải sao. Ta còn tưởng rằng là đúng rồi chứ, ta nghe Trần Nhị Ca nói thứ này có thể cứu mạng công chúa, nên ta đã tới, vậy thì xin lỗi, ta về đây. Cầm chi cảm thấy cô nương Ý Nhi này vô cùng đáng yêu, tuy không có thứ mà nàng ta cần, có chút thất vọng, nhưng nàng ta cũng không trách móc gì, mà lại còn tự mình tiễn nàng ra ngoài. Ý nhi vừa ra đến cổng, lương vương vừa hay cũng tới, xuống xe ngựa, ý nhi vừa thấy lương vương, sắc mặt vui vẻ, rụi mắt, như không dám tin vào mắt mình, sau khi chắc chắn, bèn chạy đến kéo tay lương vương, vui mừng hét lên, đại đầu ca ca. Sắc mặt lương vương có chút không tự nhiên, ý nhi. Làm muội đây, sao huynh cũng đến đây thế? huynh có sừng huyết linh dương sao? Vậy tốt quá rồi, ta còn đang buồn bã đây, thứ của mẹ ta là giả, nếu huynh có thì có thể cứu công chúa rồi. Ý nhi vui mừng nói, nở nụ cười vô cùng sán lạn, động lòng người. chương 353, Loan Loan ngã bị thương. Lương Vương định thu tay về, nhưng ý nhi nhất quyết ôm chặt cánh tay hắn không chịu buông, dáng vẻ rất hưng phấn. Lương Vương thấy vậy đành phải nói, được rồi, ý nhi, nàng quay về trước đi, ta vẫn còn chuyện phải làm, đợi ta làm xong rồi sẽ tới chơi với nàng. Lúc này ý nhi mới buông hắn ra, gật đầu lia lia, vâng, huynh mau đi vào đi, công chúa đang đợi huynh cứu mạng đấy. Lương vương nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ nói tạm biệt. Nói xong, hắn dẫn thuộc hạ của mình đi vào. Ý nhi vui vẻ nhìn hắn đi vào trong, nàng vốn định rời đi, nhưng nghĩ tới đã lâu rồi nàng chưa gặp lại hắn, không bằng đợi hắn ra ngoài trò chuyện một lát rồi hắn đi, thế là nàng ngồi trên thềm đá đợi lương vương ra ngoài cảnh này lọt vào mắt thái tử hắn tới sau lương vương một lát là hoàng hậu gọi hắn tới trong lúc không biết nên đi đâu hắn bèn tới đây xem xét một vòng để về báo cáo lại hắn chưa từng thấy tên phế nhân này nhìn một người con gái nào với ánh mắt như vậy hắn đoán chắc rằng người con gái này rất quan trọng với hắn ta người có biết nàng ta là ai không hắn hỏi thuộc hạ đứng bên cạnh thuộc hạ bên cạnh liếc nhìn một lát rồi nói hình như nàng ta là cô gái mà lương vương điện hạ quen trong dân gian lúc trước sau đó nghe đồn lương vương còn vào cung xin hoàng hậu nương nương muốn cưới một dân nữ rồi bị hoàng hậu mắng một trận có lẽ dân nữ đó chính là nàng ta lúc nãy nghe lương vương gọi nàng ta là ý nhi có lẽ nàng ta vẫn chưa biết thân phận của lương vương điện hạ ồ nàng ta là ý nhi đó à thái tử nói với hàm ý sâu xa hắn xuống xe ngựa rồi đi qua đó gọi một tiếng ý nhi ý nhi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy là thái tử hỏi với vẻ hơi hoang mang người gọi ta à tất nhiên là gọi ngươi rồi ngươi không biết ta à thái tử cười hỏi ý nhi, nhi nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát rồi thành thật lắc đầu ta không quen biết ngươi thái tử lại cười nói ngươi không biết ta nhưng ta lại biết ngươi đại ca ta hay nhắc đến ngươi với ta đại ca ngươi là ai thái tử nói là người mới đi vào đấy đại ca ta chưa từng nói với ngươi về đệ đệ của huynh ấy sao lúc thái tử hỏi câu này rõ ràng vẻ mặt hơi buồn ý nhi thấy vậy liền đứng dậy dịu dàng nói không huynh ấy luôn nhắc đến ngươi thật ra là không có nhưng ý nhi thấy hắn hình như rất buồn nên mới nói vậy để an ủi hắn thôi thái tử bật cười thật ư vậy thì quá tốt rồi hay là thế này chúng ta tìm một nơi nào đó vừa ăn vừa đợi đại ca ta được không ý nhi do dự một lát ta ngồi đây đợi huynh ấy ra ngoài cũng được thái tử không vui nói ngươi không nể mặt ta sao vậy thôi dù gì cũng đâu có ai thích chơi với ta ý nhi thấy hắn đau khổ thì xấu hổ vội xua tay nói không phải thế ta chỉ không quen biết ngươi nên không thể một mình đi ra ngoài cùng ngươi được nếu không mẹ sẽ mắng ta thái tử chỉ thuộc hạ đang ngồi trên xe ngựa rồi nói ngươi nhìn xem trên xe ngựa vẫn còn người khác nữa Đâu thể coi là ta với ngươi ra ngoài riêng chứ. Hơn nữa, ngươi không biết ta, nhưng ta lại biết ngươi, ngươi cũng quen ca ca ta, vậy xem như chúng ta đã biết nhau rồi, phải không? Hơn nữa, chúng ta cũng chẳng đi đâu cả, chỉ tìm một nơi nào đó để ngồi xuống nói chuyện, rồi đợi đại ca ta thôi. Ý Nhi ngẫm nghĩ một lát rồi nói, thôi được rồi, chúng ta tìm một nơi nào đó đợi huynh ấy đi, dù gì ngồi đợi ở trước cổng cũng bất tiện, luôn có người đi ra đi vào. Thế là ý nhi lên xe ngựa của hắn. Đúng lúc tiêu thác cưới ngựa đi tới, hắn ta không khỏi ngẩn người, khi thấy loáng thoáng một cô gái leo lên xe ngựa của thái tử, bóng lưng này nhìn hơi giống ý nhi. Hắn ta đã từng gặp ý nhi rồi, lúc lương vương quen ý nhi, đúng lúc hắn ta cũng có mặt ở đó. Nhưng hắn ta nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, sao ý nhi lại tới đây chứ? Cho dù nàng ta có tới, cũng không thể lên xe ngựa của thái tử được. Hắn cột ngựa xong thì đi vào trong. Hắn vừa đi vào trong thì gặp Lương Vương, cười nói, lúc nãy ta còn tưởng mình nhìn thấy ý nhi. Lương Vương không đáp lại, vẻ mặt hơi hụt hẫng. Còn bên này, thương mai đi tới Trần Phủ, vừa nhìn thấy loan loan, cô đã sợ hết hồn. Mặc dù vết thương của nàng ấy không nghiêm trọng lắm, nhưng cả người lại rất gầy gò, khuôn mặt trái xoan cũng hốc hác đi nhiều, cầm thì nhọn hoắt, đôi mắt vốn to tròn thì giờ càng to đến mức dọa người. Loan Loan vừa gặp cô đã ôm trầm lấy rồi khóc lớn, "Thương Mai, ta đã biết chuyện của công chúa và đại ca Tiêu Kiêu rồi, giờ ta phải làm sao đây?" Trong lòng ta rất khó chịu. Tiếng khóc của Loan Loan rất có sức lây lan, nàng ấy khóc rất vì hứng, không hề có chút che giấu, làm Thương Mai cũng không kìm được mà khóc theo. Trần Thái Quân ngồi bên cạnh hút điếu thuốc lào ống tre chứa nước phát ra tiếng rít khẽ, vẻ mặt bà vừa phiền muộn lại vừa ưu tư. Bà nhả làn khói ra, rồi lạnh lùng nói cháu còn thương gì cho ai nữa nếu cháu vẫn không chịu thành thân thì người chết là cháu đây lần này cháu chỉ bị một chân nhưng lần sau sẽ là đầu cháu đấy loan loan nghe bà nói vậy thì càng ôm thương mai khóc to hơn thương mai quay đầu ra hiệu cho lão thái quân đừng nói nữa rồi cô an ủi loan loan khử trùng băng bó vết thương cho nàng ấy vết thương của nàng ấy cũng không nghiêm trọng lắm không ảnh hưởng tới xương nhưng miệng vết thương lại rất lớn chảy nhiều máu băng bó cẩn thận, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không có gì đáng ngại nữa. Xử lý xong vết thương, thương mai cho Loan Loan uống một viên an thần để nàng ấy ngủ một giấc. Lão Thái Quân thấy nàng ấy đã ngủ rồi thì thở dài một hơi, nghiêm túc nhìn thương mai, vương phi, người vẫn chưa thực hiện lời hứa ban đầu của mình. Thương mai tự biết mình đối lý, ta xin lỗi, ta thật sự không thể cưỡng ép chuyện này được, chuyện tình cảm, không có gì bên ngoài tác động được. Lão thân rất thích thằng nhóc tiêu thác đó, nhưng hai đứa lại không có duyên với nhau, lão thân sẽ không cưỡng ép, người giúp lão thân khuyên nhà đầu này, để nó đồng ý với lão thân, mau chóng thành thân đi. Thương Mai nói, nhưng Loan Loan cũng rất cố chấp, nàng ấy từng nói với ta rằng, trong tim nàng ấy chỉ có mình tiêu thác, ngoài hắn ra nàng ấy sẽ không lấy ai khác. Còn chuyện nào quan trọng hơn tính mạng của mình? Lão Thái Quân nhíu mày nói, giờ không có tình cảm thì sau này vẫn có thể vun đắp được, chỉ cần vẫn sống. Thương Mai thở dài, khuyên nhủ, lão thái quân, thật ra, ta cảm thấy bà không nhất thiết phải tin vào những lời đó đâu, gì mà không thành thân sẽ chết chứ, chuyện này hoàn toàn vô căn cứ. Lão thái quân nhìn cô với ánh mắt sắc như dao, người có tư cách gì mà nói câu này? Vô căn cứ, chuyện của ngươi thì có căn cứ à? Tại sao chuyện của ngươi thì có căn cứ còn người khác thì không? Người nói câu này mới hoàn toàn vô căn cứ đấy. Trong lòng thương mai khẽ run lên, cô ngẩng đầu nhìn lão thái quân, bà ấy đã biết những gì. Lão Thái Quân đứng dậy, rồi phất tay, được rồi, lão thân chưa từng cầu xin người khác, giờ coi như ta xin ngươi, ngươi hãy khuyên nha đầu này giúp ta, con bé nhất định phải thành thân, lão thân đã lớn tuổi rồi, không thể chịu nổi đả kích người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh đâu, không bằng lấy mạng lão già này cho rồi, dù gì ta cũng chán sống rồi. Thương Mai rất khó xử, nếu thằng nhóc tiêu thác kia có lòng, thì cô còn có thể cưỡng ép được, nhưng ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì thương mai tự cảm thấy mình có thể nhìn thấu tâm tư rất nhiều người nhưng người ngốc như tiêu thắc thì tâm tư lại quá đơn giản làm cô không thể nhìn thấu được cô thở dài nói ta cũng không thể gọi tính quốc hầu tới ép hắn được thật ra chuyện hôn nhân đại sự không thể cưỡng ép được lão thái quân nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn cô hình như trong lòng đã có chủ ý rồi thương mai nhìn bà giờ khóc giờ cười chẳng lẽ bà thật sự muốn nhờ tính quốc hầu ép hắn ư dưa hái xanh sẽ không ngọt nếu bà cứ ép buộc như vậy sẽ hại cả đời bọn họ đấy. Lão Thái Quân cộc cần đáp, ta mặc kệ việc dưa có ngọt hay không. Chỉ cần có dưa là được. mươi 354, ý nhi bị người khác dẫn đi. Lão Thái Quân thật sự nói được làm được, thương mai vừa mới rời đi, bà đã sai người chuẩn bị xe ngựa để đi tới hầu phủ rồi. Có đôi khi hành động quyết đoán như này rất đáng sợ, nhất là những người từng trải trên xa trường. Thương Mai trở về phủ công chúa, gần đây cô đã xem phủ công chúa thành nhà của mình rồi. vừa bước vào phủ cô đã hỏi người y cô nương đó có mang sừng huyết linh dương tới đây không? người y nói bẩm vương phi nàng ta không có mang tới mà chỉ nói rằng mẫu thân nàng ta có sừng huyết linh dương. sau đó nàng ta lại nhìn bức tranh nói màu sắc không giống lắm nên có lẽ không phải màu sắc không giống lắm vậy nàng ta có nói nó có màu gì không? thương mai hỏi nàng ta nói là màu vàng bên trên còn có vằn máu ngự y đáp thương mai ngẫm nghĩ một lát rất có thể là vì vấn đề bảo quản nên sừng huyết linh dương này đã xuất hiện hiện tượng đổi màu cô vẫn nên tới đó kiểm tra thì tốt hơn nàng ta có để lại địa chỉ không không bằng để ta đích thân đi tới đó xem thử ngự y nói không ạ à, nhưng thần biết tên của nàng ta hình như gọi là vương ý nhi vương ý nhi cái tên này nghe quen quá đúng lúc tiêu thác đang đi tới đây nghe ngự y nói thế thì gấp gáp hỏi vương ý nhi ông nói hôm nay có một người tên là vương ý nhi tới đây à đúng vậy chính là cô nương tới đây nói nhà mình có sừng huyết linh dương hôm nay tiêu thác nhìn về phía lương vương rồi tức giận nói hôm nay ta đã nói với người là hình như ta nhìn thấy ý nhi sao người không nói cho ta biết ý nhi đã tới đây lương vương ngồi trên ghế hờ hững đáp nàng ấy tới đây thì sao chứ nàng ấy đã leo lên xe ngựa của thái tử rồi. Tiêu thác sốt ruột đến mức rậm chân. Lương vương bỗng bật dậy nói, người nói cái gì? Ta tận mắt nhìn thấy nàng ấy leo lên xe ngựa của thái tử. Lương vương tức đến mức mặt nổi đầy gân xanh, sao ngươi không nói sớm? Tiêu thác nói, lúc ta đi vào đã nói với người rồi, hình như ta nhìn thấy ý nhi, nhưng người không đáp lại ta, ta còn tưởng mình nhìn nhầm, thầm nghĩ sao ý nhi có thể tới đây chứ? lương vương nghiến răng nghiến lợi nói người đúng là tên ngốc nói xong hắn lao nhanh ra ngoài tiêu thác sửng sốt một lát rồi cũng chạy ra ngoài tên ngốc là người đó người mới đúng là tên ngốc thương mai vẻ mặt nghiêm nghị có lẽ ý nhi này là ý trung nhân của lương vương nhưng tại sao nàng ta lại leo lên xe ngựa của thái tử khoảng một canh giờ sau hai người quay về lương vương tức giận mắng rốt cuộc ngươi có nhìn thấy rõ không thế ta chỉ cảm thấy hơi giống thôi ai biết có phải nàng ấy không chứ? Tiêu thác cũng không chắc chắn lắm. Thương Mai vội hỏi, hai người đã tìm thấy thái tử chưa? Có đúng hắn đưa ý nhi đi không? Lương Vương nói, hắn đang ở lan phường nghe nhạc, quả thật hắn có ôm một cô gái, nhưng cô gái đó chỉ mặc xiêm y giống màu với ý nhi thôi, hắn nói đó chính là cô gái mà tiêu thác nhìn thấy trước phủ công chúa. Trùng hợp đến thế ư, thương mai không khỏi sinh nghi. Tiêu thác nói, thái tử là tên háo sắc, đi tới đâu cũng dẫn theo ca ký lần này dẫn phụ nữ tới phủ công chúa cũng không có gì kỳ lạ hơn nữa hắn cũng không có lý do gì để bắt ý nhi bởi vì hắn hoàn toàn không quen ý nhi thương mai chợt nhớ tới lúc trước tiêu thác từng nói hắn chưa từng gặp ý nhi nên hỏi ta nhớ lúc trước người có nói người chưa từng gặp ý nhi mà sao người lại nhận ra nàng ta thế tiêu thác gãi đầu đáp ta từng nói thế à nhưng nếu ta từng nói thế cũng không có gì lạ ta chỉ gặp mặt nàng ta một lần thôi, đó là lúc bọn họ quen nhau. Thương Mai nói, người mới gặp nàng ta có một lần, có khi nào ngươi nhận nhầm rồi không? Dù gì ngươi cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng leo lên xe ngựa của nàng ta thôi. Tiêu thác vốn đã không chắc chắn, giờ lại nghe Thương Mai nói thế, nên càng không dám chắc người đó có phải ý nhi hay không, nhưng không biết tại sao, lúc đó vừa nhìn qua đó, hắn đã cảm thấy người đó là ý nhi lương vương tức giận nói bản vương đã không muốn đi gây sự người đó rồi ngươi còn nhìn nhầm nữa hôm nay làm náo loạn như vậy nói không chừng ngày mai ta phải vào cung thông báo với mẫu hậu rồi thương mai lạnh nhạt nói ngươi sợ cái gì ngươi cũng đâu mắc nợ hắn trong lòng cô vẫn còn khúc mắc về chuyện lương vương không muốn chữa trị cảm thấy hắn không đủ mạnh mẽ lương vương biết trong lòng cô bực bội cũng không nói gì thương mai thấy bộ dạng này của hắn thì chẳng muốn nói chuyện với hắn nữa, được rồi, ngươi cử một người đi tới nhà ý nhi hỏi thử xem, nàng ta đã về nhà chưa, thuận tiện xem thử trong sừng huyết linh dương của mẫu thân nàng ta có máu không. Lương Vương sừng sốt, bản vương không biết nàng ta sống ở đâu. Ngươi không biết nàng ta sống ở đâu? Thương Mai nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ, ngươi thích người ta như thế mà lại không biết người ta đang sống ở đâu. Vậy lúc trước ngươi tìm nàng ta ở chỗ nào? Trước đây nàng ấy bán châm hoa tự làm ở chợ phường Tây Nam, nhưng sau đó nàng ấy không tới đó nữa, bản vương cũng không biết nàng ấy đã dọn sạp đi đâu, ta đã đi tới đó mấy lần rồi, nhưng không gặp. Lương vương ngại ngùng nói, thương mai không khỏi bái phục, yêu đương kiểu này thật là. Cô hỏi tiêu thác, vương gia vẫn chưa quay về à? Vẫn chưa, tiêu thác hơi mất tập trung, hình như vẫn đang nghĩ đến chuyện của ý nhi. Có tin tức gì không? Không có, nhưng việt đông vương quay về rồi chắc đang vào cung rồi tiêu thác nói thương mai biết việt đông vương là huynh trưởng của tráng tráng rất thương yêu tráng tráng nghe nói ông ta tính tình rất nóng nảy không biết lát nữa tiến cung có gây ra chuyện gì không phải biết rằng tính khí của vị nhà cô cũng rất nóng nảy trời đang dần tối xuống mộ dung khanh vẫn chưa xuất cung thương mai hơi lo lắng định bảo tiêu thác vào cung để nghe ngóng tin tức nhưng tiêu thác chưa kịp rời đi thì thấy Quỳnh Hoa dẫn một người phụ nữ đi vào, nhìn dáng dấp bà ta khoảng 37, 38 tuổi, mặc xiêm y màu xanh, tóc búi gọn gàng, có lẽ trang sức duy nhất trên người bà ta chính là chuỗi Phật rất lớn đeo ở cổ tay. Ngoại hình của bà ta cũng không phải quá xinh đẹp, nhưng ngũ quan sáng sủa, là kiểu khuôn mặt vừa nhìn đã khiến người khác khó quên, cộng thêm hàng lông mày rậm, càng làm bà ta toát ra vẻ anh tài. Nhưng hành động của bà ta lại rất nhã nhặn, bước đi khoan thai, cầm chi dẫn bà ta đi vào bà ta nhìn thấy cô thì nở nụ cười mỉm dịu dàng vương phi vị phu nhân này nói tới đây để tìm con gái con gái bà ấy chính là vương ý nhi đã tới đây hôm nay cầm chi nói lương vương nghe xong thì bật dậy nhìn người phụ nữ đó bà là mẫu thân của ý nhi nàng ấy vẫn chưa về ư người phụ nữ đó quan sát lương vương rồi lấy chuỗi phật ra lần trong tay dịu dàng đáp lại đúng vậy ta là mẫu thân của ý nhi hôm nay con bé đi ra ngoài nhưng đến giờ vẫn chưa về nhà trước khi đi con bé có nói với hàng xóm rằng sẽ đi tới phủ công chúa nên ta muốn hỏi thử xem hôm nay con bé có tới đây không tiêu thác ngẩn người trời ơi vậy hôm nay người đã lên xe ngựa của thái tử thật sự là ý nhi rồi người phụ nữ đó quay đầu nhìn tiêu thác ngước lên hỏi cậu nói ý nhi đã lên xe ngựa của thái tử xảy ra chuyện gì vậy sao con bé lại lên xe ngựa của thái tử bà bắt đầu lần chuỗi phật với tốc độ nhanh hơn phu nhân bà đừng quá lo lắng giờ chúng tôi sẽ đi tìm thái tử đưa ý nhi về tiêu thác vội nói bên này lương vương đã siết chặt nắm đấm gân xanh nổi lên tiêu thác chúng ta đi thương mai sợ bọn họ kích động sẽ không tìm thấy ý nhi nên nói đợi đã ta đi cùng hai người nhưng người phụ nữ đó lại ngăn cản bọn họ nếu thái tử đã dẫn nữ nhi của ta đi vậy thì để ta tới tìm thái tử không làm phiền các vị nữa. chương 355, thưởng cho các người đấy. Thương Mai quan sát bà ta, thấy vẻ mặt bà ta rất bình tĩnh, không hề có chút lo lắng sốt ruột khi không tìm thấy con gái, cô cảm thấy rất kinh ngạc. Có lẽ là do bà ta che giấu quá kỹ, hoặc bà ta thật sự không hề lo lắng cho ý nhi. Hơn nữa, bà ta còn muốn tự đi tìm thái tử, bà ta chỉ một dân thường, sao có thể gặp được thái tử chứ? Thương Mai liền nói, phu nhân, bà ở lại đây đi để chúng ta đi tìm cho bà ta liếc nhìn bọn họ cuối cùng dừng tầm mắt trên mặt lương vương người là lương vương điện hạ đúng không lương vương gật đầu đúng vậy phu nhân được vậy mấy người đi tìm con bé giúp ta đi mẫu thân ý nhi nói không kiên trì ý định khi nãy nữa lương vương khom người đồng ý rồi ba người dẫn đao lão đại và ám vệ trong phủ công chúa đi vì lúc nãy bọn họ đã biết thái tử đang ở lan phường nên ba người đi thẳng đến đó nhưng khi đến nơi thì nhận ra rằng thái tử đã sớm rời đi rồi thế là ba người chia nhau ra hành động lương vương thì vào cung thương mai thì dẫn mấy người đi lục soát các tử phường quán trà trong kinh thành còn tiêu thắc thì dẫn người đi tới phố đông bên đó có rất nhiều kỹ viện tất nhiên cả ba người đều không biết bọn họ vừa đi khỏi mẫu thân ý nhi cũng rời đi ngay sau khi rời khỏi phủ công chúa bà ta liền tìm một tên ăn mày trên phố, rồi nói với hắn mấy câu, hắn nghe xong, lập tức rời đi. Lương Vương đi tới Đông Cung, nhưng người bên đó nói thái tử vẫn chưa về, hắn lại tới tầm cung của Hoàng hậu, nhưng cũng không tìm thấy hắn ta. Lương Vương rất sốt ruột, thái tử đã dẫn ý nhi đi, mà hôm nay bọn họ tới Lan Phường tìm hắn ta, đã khiến hắn ta cảnh giác. Với tính cách tàn độc của hắn ta, chắc chắn ý nhi sẽ xảy ra chuyện. Tiêu thác dẫn người đi tới mấy kỹ viện lầu các, nhưng cũng không tìm thấy thái tử. Thương Mai lục soát dọc theo các tử phường quán trà, nhưng cũng không thu hoạch được gì, mà cô chỉ thấy mấy tên ăn mày trên đường cứ đi tới đi lui, quái lạ, quả thật ngày xưa trên đường có rất nhiều ăn xin, nhưng phần lớn đều ăn xin ở một chỗ, chứ hiếm khi đi lại. Bình thường nhóm người tiêu thác ít khi để tâm đến thái tử, họ chỉ theo dõi nhất cử nhất động của Đảng thái phó, nên ngay cả những nơi mà thái tử thường lui tới, bọn họ cũng không biết. Nếu hỏi thái phó ngày trước hay đi tới đâu, thì tiêu thác có thể nói ra một lèo vài cái tên, bởi vì hắn đã phụ trách theo dõi thái phó một khoảng thời gian. Hết cách rồi, bọn họ đành phải tìm mò. Thương mai bị những người ăn mày này tác động, thái tử thường xuyên xuất hiện trong kinh thành, hơn nữa lần nào ra ngoài cũng rầm rộ, cực kỳ phách lối, nên sẽ có nhiều người nhìn thấy hắn, nếu cô tận dụng nguồn lực của đám ăn mày này, nói không chừng có thể tìm thái tử. Thế là, thương mai bảo đao lão đại đi tìm một tên ăn mày, bảo đám của hắn ta chia ra đi tìm, sẽ trả công. Lúc lương vương và tiêu thác đi tìm thái tử, quả thật đã đánh rắn động cỏ. Thái tử vốn chỉ định trêu đùa ý nhi một chút, nhưng thấy lương vương tới lan phường hỏi tội hắn như thế, hắn lại thay đổi thái độ ẩn nhẫn lúc trước, bỗng hăng hái hơn. Nên sau khi lương vương và tiêu thác rời đi, hắn liền sai người nhốt ý nhi vào trong một ngôi chùa ở vùng ngoại thành, rồi hắn cũng ra khỏi thành ngay hắn nhớ tới hôm đó ở phủ công chúa vì bị tiêu thác liên lụy mà hắn bị an thân vương tát một cái hắn đã vào cung cáo trạng nhưng hoàng hậu không những không giúp hắn mà còn mắng hắn một trận khiến hắn bùng lên lửa giận giờ thấy tiêu thác cũng căng thẳng vì một tiểu nha đầu như thế hắn như bắt được cơ hội đả kích bọn họ sao có thể dễ dàng thả nàng ta đi được nhất là không ngờ tên phế nhân đó lại thích tiểu nha đầu này sao hắn có thể buông tha nàng ta chứ đã lâu rồi hắn chưa nhìn thấy tên phế nhân đó điên cuồng như thế. Ngôi chùa này là do hoàng hậu khởi công xây dựng để thờ phụng Bồ Tát, dù không phải chùa của hoàng gia, nhưng lại xây dựng cho hậu cung nên chỉ có các phi tần mới có thể đi tới đó. Dưới chân núi còn có ngôi làng, nhưng bách tính không được phép tới đây để dâng hương. Người thường xuyên tới đây nhất chỉ có thái tử và nghi phi, thật ra hòa thượng trong chùa đều biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng không ai dám lên tiếng hôm qua nghi phi nương nương lại tới đây, nói muốn cầu phúc cho công chúa, nên sẽ ở lại đây 7 ngày. Lúc ý nhi bị bắt đến đây, hòa thượng trong chùa đều không dám rêu rao ra bên ngoài, bọn họ biết rõ thái tử lợi hại và ngang ngược thế nào, mà ngôi chùa này lại không cho bách tính tới dân hương, bọn họ chỉ có thể dựa vào ngân sách do hoàng thất cung cấp, nên không ai dám đắc tội với thái tử. Mặc dù người xuất ra xem mọi chuyện trên thế gian là hư không, nhưng bọn họ cũng phải ăn cơm, bằng không họ lấy đâu ra sức để tụng kinh ý nhi bị nhốt vào phòng củi được tay sai của thái tử canh gác ở bên ngoài tay chân ý nhi đều bị trói lại miệng cũng bị nhét phải nhưng nàng không hề sợ hãi thậm chí còn mở to mắt nhìn tay sai của thái tử cửa phòng mở ra thái tử dẫn người đi vào trong mấy tên tay sai liền tránh qua một bên hô điện hạ hạ nhân mang ghế tới để hắn ngồi hắn vắt chân lạnh lùng liếc nhìn ý nhi, rồi phất tay ra lệnh, cởi trói cho nàng ta đi. Hạ nhân thô lỗ cởi trói cho ý nhi, rồi lấy miếng vải trong miệng nàng ra, nhấc chân lên đạp nàng, mau quỳ xuống. Ý nhi quỳ bịch xuống sàn, đầu gối đập mạnh xuống đất, rồi máu bỗng chảy ra. Thái tử thương tiếc, nhìn các người kia, thật thô lỗ, sao có thể đối xử như vậy với một cô nương xinh đẹp. Còn không mau đỡ nàng ấy dậy. Hạ nhân cười hung ác, rồi đi tới đỡ ý nhi dậy, coi như người may mắn, điện hạ là người biết thương hoa tiếc ngọc. Thái tử cười quái gở, nói hay lắm, bản cung chính là người như vậy. Ý nhi lường thái tử, chẳng phải ngươi là đệ đệ của đại đầu ca ca à? Sao lại bắt ta tới đây? Sao họ lại gọi ngươi là điện hạ, rốt cuộc ngươi là ai thế? Thái tử cười ha hả, nhưng nghe thấy chuyện rất kỳ lạ, tên phế nhân đó đã nói muốn cưới ngươi rồi, thế mà ngươi vẫn chưa biết hắn là ai, thật nực cười. Ý Nhi sửng sốt, ai muốn cưới ta? Thái tử cười xong thì nhìn nàng nói: Ngươi không biết à? Tên phế nhân đi tìm mẫu hậu nói muốn cưới một tiểu tiện tì xuất thân từ chợ phường như ngươi, thế là bị mẫu hậu mắng một trận. Từ đó tên nhát gan đó không dám đi tìm ngươi nữa, đúng không? Hạng người như tên phế nhân đó chẳng được tích sự gì. Ý Nhi nổi giận, siết chặt nắm đấm quát: Ngươi không được phép nói đại đầu ca ca như thế. Ngươi mau thả ta ra, bằng không để mẹ của ta tìm được ngươi sẽ thê thảm đấy. Thái tử cười lớn, mẹ của ngươi, vậy để bản cung xem thử, mẹ của ngươi lợi hại đến đâu, mà có thể khiến bản cung thê thảm. Ý nhi nhìn hắn, tức giận, sao ngươi lại xấu xa như thế? Ngươi không phải là huynh đệ với đại đầu ca ca, bởi vì ngươi hoàn toàn khác huynh ấy, thảo nào trước mặt ta huynh ấy chưa từng nhắc đến ngươi. Thái tử nghe vậy thì hư lạnh, quả thật tên phế nhân đó không phải là huynh trưởng của bổn cung, mà hắn chỉ là một đứa con hoang, Hắn không có tư cách làm người nhà mộ dung, người không biết à? Không ai quan tâm đến tên phế nhân đó, Mẫu hậu không để ý đến hắn, bổn cung cũng thế, tất cả mọi người đều xem hắn là phế nhân. Ý Nhi nghe hắn nói vậy thì rất thương lương vương, thảo nào lúc trước nàng thấy ngài luôn buồn bã, hóa ra là vì không có ai thích ngài. Các người không quan tâm đến huynh ấy, thì ta quan tâm, ta sẽ không để mấy người bắt nạt huynh ấy nữa. Ý Nhi tức giận nói. Thái tử vốn định chừng trị ý nhi một chút, nhưng thấy nàng quá vô vị, không hề có tính khiêu chiến, thì đứng dậy nói với hai tên tay sai ta thưởng cho hai người đó. Hôm nay nghi phi nương nương tới đây dâng hương, không bằng đi lén lúc tư tình với nghi phi còn hơn tiêu tốn sức lực với nhà đầu này. Hai tên tay sai vuốt ve khuôn mặt mềm mại của y nhi, rồi chắp tay cảm ơn tạ ơn điện hạ. Cửa phòng chứa củi đóng lại, ý nhi đứng dậy, lùi về sau một bước, lúc này đáy mắt mới hiện lên tia hoảng sợ, các người đừng tới đây, các người đừng tới đây. Tên tay sai cao lớn cười hung ác, tiểu cô nương, nàng cứ yên tâm, ông đây sẽ chiều nàng thật tốt. chương 356 Mà thương mai cùng mẹ ý nhi cũng lấy được tin tức của đám hành khất. Lúc thương mai đưa người đi đến chân núi miếu thì liền thấy mẹ ý nhị, trong tay bà ta dắt một thứ, nhìn như là chó, nhưng rõ ràng không phải, nhìn kỹ thật một chút, là chó sói bước chân bà ta rất nhanh, không giống một chút nào với dáng vẻ bình ổn lúc ở phủ công chúa cả. Thương Mai cùng đao lão đại đuổi theo, mẹ ý nhi quay đầu liếc mắt nhìn, cũng không kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt nói, Vương Phi cũng tới rồi. Đúng vậy, Thương Mai đi tới, chỉ thấy con chó sói bà ta dắt bỗng nhiên trổm chân trước lên, hung ác muốn nhào tới Thương Mai, ý nhi quát một tiếng, lui ra, không biết nhìn gì cả, người tốt người xấu cũng không phân biệt được. Con sói bị mẹ ý nhi măng, lập tức rút lui và ngoan ngoãn nằm dạp xuống cạnh chân bà ta. Thương Mai tò mò nhìn bà ta, luôn cảm thấy người đàn bà này không đơn giản, không kìm được hỏi, không biết nên gọi bà như thế nào chứ. Lưu Nguyệt, mẹ ý nhi nói. Thương Mai nhìn bà ta, có chút kinh ngạc, Lưu Nguyệt. Bà là Lưu Nguyệt. Mẹ ý nhi lẳng lặng nhìn cô, là Lục Nguyệt, không phải Lưu Nguyệt. Thương Mai nhớ tới ý nhi nói mẹ nàng ta có sừng huyết linh dương, chẳng lẽ thật sự là Diêm Bang giúp Lưu Nguyệt trộm sừng huyết linh dương sao? Thương Mai trong lòng vô cùng vui mừng, nếu quả là như vậy thì thật là quá tốt, tráng tráng được cứu rồi. Nhưng mà, cô thản nhiên nói, đi thôi. Đoàn người lên núi, Lưu Nguyệt và Thương Mai đi nhanh như bay, đường núi kiểu này đối với hai người mà nói thật là bình thường. Đi tới cửa miếu, có tiểu hòa thượng ở bên ngoài đang quét lá rụng, thấy có người tới, vẻ mặt có chút kinh hoàng, các ngươi là ai? Nơi này không phải là nói, to gan, nhiếp chính vương phi đi tới, còn không mau cung kính đón vào. Hòa thượng nghe đao mấy hộ vệ ăn mặc giống nhau, xem ra hẳn là người trong cung. Chuyện này, tiểu hòa thượng chỉ lưu nguyệt đang dắt chó sói, có chút kinh sợ, chó sói thì không thể cho vào. Đây là chó, lưu nguyệt nói. Tiểu hòa thượng tuy không có kiến thức gì mấy, nhưng cũng biết đấy không phải chó, vội vàng khoát tay, là chó cũng không thể đi vào, tránh để quấy giày khách quý. Thương Mai chỉ biết khách nghi phi cũng ở đây. Thương Mai bình tĩnh nói, bổn phi muốn vào, bà ấy là bạn của ta, cũng muốn đi vào, người muốn ngăn trở sao. Tiểu Hòa Thượng ngẩn ra, tuy nhiếp chính Vương Phi không thể so với nghi phi, nhưng nếu thật sự suy xét thì người cầm quyền hiện thời chính là nhiếp chính Vương. Cân nhắc vài bận, Tiểu Hòa Thượng đành lui về phía sau, Vương Phi, mời. Lưu Nguyệt dắt chó sói đi thả ra là liên nhanh chân chạy đi, Lưu Nguyệt đuổi sát, Thương Mai cũng đuổi theo chó sói một mực chạy về phía phòng chứa củi, xa xa liền nghe được tiếng kêu cứu của ý nhi. Sắc mặt lưu nguyệt nghiêm lại, xông đến một cước đá văng cửa phòng chứa củi, chỉ thấy ý nhi bị một tên tay sai đè trên mặt đất, áo quần sộc sạch. Tên tay sai bên cạnh thấy có người xông vào, nhào đứt một miếng thịt tươi máu. Lục Nguyệt bay nhào qua, một tay tóm lấy tên tay sai đang bổ nhào trên người Ý Nhi, thương mai còn chưa kịp thấy rõ, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, tên tay sai kia đã mềm nhũn tê liệt trên đất, cổ bị vặn gãy tắt thở thương mai đỡ ý nhi dậy chỉnh lại áo quần cho nàng ta ý nhi úp mặt vào lòng thương mai khóc nức nở những người kia xong lạnh lùng nhìn ý nhi đã nói bao nhiêu lần rồi hả không được tự ra ngoài một mình con còn không tin ý nhi tủi thân nói con không biết bọn họ là người xấu hắn nói hắn là đệ đệ của đại đầu ca ca thằng chó thái tử kia đâu lưu nguyệt cũng không an ủi con gái hỏi thẳng con không biết hắn nói đem con thưởng cho hai người này. Ý nhi lau nước mắt, khuôn mặt tròn còn đẫm lui ra. Lưu Nguyệt hướng về phía chó sói hô một tiếng, sau đó ngồi xuống kéo lên một người đâu. Tên tay sai kia đau đến mặt mũi méo mó, ở trong phòng cùng nghi phi nương nương. Lưu Nguyệt đứng lên, đưa lưng về phía thương mai, vương phi, lần này không nhọc người nữa, người hãy giúp ta trông chừng đứa nhỏ ngu xuẩn này với. Thương Mai biết bà ta muốn đơn độc giải quyết thái tử, hơn nữa nghe tên tay sai nói nghi phi cũng ở đây cô quả là thật không thích hợp ra nói lưu nguyệt mang chó sói bốn mắt đi ra ngoài mang cảm giác vô cùng khí thế thương mai cởi áo ngoài đưa cho ý nhi mặc xong hỏi nhỏ không sao chứ không sao bọn họ đánh ta một trận còn cởi quần áo ta nữa không biết là muốn làm gì ý nhi nói thương mai không khỏi kinh ngạc ý nhi này là đơn thuần quá mức hay là do được bảo vệ quá kỹ vậy chứ làm sao bảo nàng ta ngu ngốc. Trong đầu cô bỗng nhiên thoáng qua một tia lóe sáng, sau đó bình tĩnh nói với ý nhi, bọn họ là muốn làm nhục ngươi, biết không hả? Nếu lương vương điện hạ hỏi ngươi thì ngươi cứ nói cho hắn rằng ngươi bị người của thái tử làm nhục. Ý nhi nhìn nàng ta, lương vương chính là đại đầu ca ca. Đúng vậy, ngươi không biết thân phận hắn sao? Thương mai hỏi, ý nhi có buôn bán, vậy là huynh ấy lừa gạt ta ư? Con bé ngốc, thế gian này đầy rẫy những lời nói dối, nhưng cũng có một ít là lời nói dối có thiện ý, lời hắn nói với người đều là thiện ý, không muốn tổn thương ngươi. Thương Mai nói, Thương Mai trong lòng thâm lấy làm kỳ, Lưu Nguyệt Trông có vẻ xấu xa, vậy mà tại sao lại dạy ra con gái không biết đánh võ, cũng không mai để cho nàng ta ngồi xuống, bắt mạch xem có nội thương gì hay không. Sắc mặt cô từ từ châm xuống, nhìn nàng ta, giờ mới hiểu được, tại sao nàng ta cái gì cũng không hiểu, là do được bảo vệ quá kỹ. Ta không sao." Ý Nhi thu tay về, thấy Thương Mai thần sắc ngưng trọng, liền cười an ủi. Thương Mai nhìn nàng ta, hẳn nàng ấy cũng tự biết, thật lạc quan đáng yêu. Cô cảm nàng ta nói những lời đó với Lương Vương. Nhưng mà ấy nấy chẳng qua chỉ là tạm thời, cô đứng lên kéo tay Ý Nhi, "Đi, chúng ta ra cửa chờ mẹ ngươi đi." "Được." Ý Nhi ngoan ngoãn đi theo cô đi ra ngoài, thấy đào Lão Đại ở sau lưng xử lý thi thể, liền quay đầu dặn dò một câu, "Vị tiểu ca này người lôi thi thể ra ngoài đi bên ngoài có chó hoang cho hắng một nhịp suýt chút nữa lăn xuống thêm đá cô cho ám vệ trông chừng ý nhi còn mình thì đi tìm lưu nguyệt cô có thể không ra mặt nhưng nhất định phải xem náo nhiệt mới được lưu nguyệt mang bốn mắt đảo tìm từng gian phòng rốt cuộc cũng thấy một gian phòng có thị vệ và cung nữ giữ cửa khi thị vệ và cung nữ còn chưa thấy mình bà vỏ đến một bên sau đó theo mà nhảy vào người trên giường đang cuông hoan nào có nghe được tiếng người đi vào. Lưu Nguyệt chậm rãi ngồi ở thế, rút một con dao ra rồi lấy thêm ra một khối đá mài nho nhỏ, chậm rãi mài thanh đao đó. Âm thanh đáng xấu hổ tràn khắp phòng, bà coi như không nghe thấy, chỉ lặng lẽ mài đao. Thương Mai ở ngay trên nóc nhà, dỡ lên một viên ngói, nhìn thấy hết cảnh bên dưới. Ánh ra ánh sát đoạt mạng. chương 357 Thương Mai cười thầm, Lưu Nguyệt còn chưa động thủ, chẳng lẽ là muốn chờ bọn họ làm xong chuyện? Quả thật là vậy, phá vỡ chuyện tốt người ta khác gì giết cha mẹ người ta chứ? Thái tử khẽ gầm nhẹ một tiếng, sau đó hết thảy đều ngưng lại. Lưu Nguyệt chậm rãi lên tiếng, làm xong rồi sao? Thái tử và Nghỉ Phi bị kinh sợ nhảy dựng lên, Nghỉ Phi bật ngồi dậy, tức giận nói, ngươi là ai? Người ngoài cửa nghe tiếng ùa vào, bốn mắt gầm gừ một tiếng, nhào tới. Hai cung nữ chạy thục mạng, thị vệ của thái tử tạm thời có thể ngăn cản nhưng bốn mắt thực sự hung ác quân nhau một hồi hai người đều bị căn bị thương không dám làm bừa lưu nguyệt để thanh đao lên bàn lấy ra tràng hạt lần trong tay khiêm nhường lễ độ nói là thái tử điện hạ sao thái tử hoảng loạn mặc xong quần áo thốt nhiên giận dữ ngươi là vào bằng cách nào cút ra ngoài cút thì phải cút thôi mà thái tử bớt giận phật môn là nơi thanh tịnh không thích hợp ồn ào náo động Bà chậm rãi đứng lên, tay vẫn lần tràng hạt, nói với Nghi Phi, vì sao 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 phụ này, người đi ra ngoài trước đi, ta còn có lời muốn nói với Thái tử Điện Hạ. Nghi Phi đã mặc xong quần áo, chỉ cảm thấy nhục nhã vô cùng, đáy mắt xuất ra sát ý, nhưng đây là cửa Phật, nàng ta không có đủ thuộc hạ, hơn nữa, thấy người phụ nữ này có thể im hơi lặng tiếng đi vào, nhất định không đơn giản, hảo hán không so đo thua thiệt trước mắt, nàng ta. Nhìn chòng chọc lưu nguyệt một lúc rồi đi ra ngoài thật ra thì ngược lại không phải là Lưu Nguyệt im hơi lặng tiếng đi vào, chẳng qua là bọn họ quá trầm mê vào vận động, không có chú ý đến. Sau khi nghi phi ra ngoài, thương mai tiếp tục quan sát, cô vốn tưởng rằng Lưu Nguyệt sẽ vấn tội trước rồi mới ra tay tiếp. Nhưng mà Lưu Nguyệt không theo lối thường, nghi phi mới vừa đi, bà ta liên câm thanh đao nhào tới. Sau đó, thương mai nghe thấy một loạt những câu chửi thề bẩn thỉu nhất mà đời này cô từng nghe, như đồ chó tạp trùng, thứ đầu đường xó chợ, con mẹ ngươi, rồi thăm hỏi sức khỏe ông của Lưu Nguyệt thì cũng chỉ như mấy lời thăm hỏi sức khỏe thường ngày mà thôi. Lời bà nói cũng chỉ là một hai từ, nhưng mà lại làm cho người ta không cách nào không liên tưởng tới mấy chuyện bẩn thỉu. ý tứ đại khái kiểu chim nhỏ như ngươi mà đòi làm đại bàng hà, mấy lời này nghe thật là thi thú. Nhưng có vài lời thương mai nghe xong lại có chút không được tự nhiên, bởi vì bà dùng một loại phương thức kỳ quái thăm hỏi tổ tông nhà mộ dung phiên dịch mộ phần nhà ngươi có phải bị lấp cướp rồi không mới sinh ra cái loại chó như ngươi, tổ tiên mộ dung thật là mệt mỏi, là con dâu của nhà mộ dung, cô cảm thấy như được khai sáng thêm một thế giới chửi thề mới. Nhưng nhớ tới hành vi của thái tử, nhớ tới nếu tới chậm một bước, ý nhi sẽ như thế nào, lửa giận liền bốc lên tới đỉnh đầu, chửi thầm, chửi dung tôi giúp bà giữ chặt rồi. Thái tử cũng bị đánh đến không ngóc đầu lên được, Lưu Nguyệt ra tay ác độc, gào con gọi cháu, không đánh chết, nhưng cũng sống dở chết dở Nghi Phi sau khi đi ra ngoài lập tức gọi người trong miếu tới Nhưng những người xuất ra ở đây mỗi ngày thường không luyện công phu Chỉ niệm kinh, đánh không được, chửi không được Cũng chỉ có thể ở bên ngoài Phi Biết không không thể nấp được nữa Nếu không mẹ con ý nhi sẽ gặp rắc rối to Dù sao Nghi Phi cũng căm ghét cô Cô cũng không để tâm là sẽ bị nàng ta ghét thêm chút nữa Cô từ nóc phòng nhảy xuống Đáp xuống trước mặt Nghi Phi Nghi Phi thấy cô nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi. Là ta, thương mai cười trúng chím, nghi phi nương nương có hứng thú tới nơi này lễ nào sao? Nghi phi lạnh lùng nói. Thương mai lắc đầu, không, nghi phi nương nương yên tâm, ta miệng rất kín, điều không nên nói thì một chữ ta cũng sẽ không nói. Nghi phi uy hiếp nói, người nếu nói ra một chữ, chính là tự tìm đường chết. Ngươi cho là ngươi có mộ dung khanh che chở là bốn cung không làm gì được ngươi sao? Thương Mai lại lắc đầu, nhi phi nương nương hiểu lầm rồi, đắc tội nương nương, hắn nhất định sẽ áp giải ta đến cho nương nương xử tội, rồi lại đến điện Hoàng Thái Hậu sám hối nữa cơ. Người đừng hòng dùng Hoàng Thái Hậu trấn áp bổn cung, bổn cung không sợ, người cho dù trở về nói lại thì liệu có mấy người tin ngươi. Bổn cung chỉ là tới nơi này bái Phật, Thái tử Điện Hạ cũng vừa hay cũng tới đây, bổn cung là mẹ túng ngươi vu khống hãm hại bổn cung đâu. Thương Mai lúc thì nghe nàng ta bảo không sợ cô nói chuyện này ra, lúc thì lại bảo nếu cô dám nói ra một chữ thì chính là tự tìm đường chết, có thể thấy nàng ta đang rất sợ. Thương Mai nói, nương nương, ta không can thiệp chuyện của nương nương, ta cũng không muốn đắc tội với người trong cung, chuyện ngày hôm nay chỉ nhắm đến thái tử, không nhắm đến nương nương. Nương nương là tới bái Phật, bái xong thì trở về đi thôi, tùy tùng của thái tử điện hạ chết ở chỗ như nương nương chưa từng xuất hiện ở đây. Cô tuy không sợ nghi phi, nhưng cũng không muốn gây họ, ai nói ra cũng được, cô không muốn nhắc tới giờ bẩn miệng mình. Nghi phi nhìn chằm chằm cô, khẽ cắn môi dưới, hận ý như ngọn lửa cháy mạnh phủ đầy con ngươi, cảm ơn Vương phi nhắc nhở, bổn cung ghi nhớ trong lòng, một khắc không thể quên. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng cung nữ rời đi. Lưu Nguyệt đánh đủ xong, cắm thanh đao vào đầu gối thái tử, chỉ nghe một vật châu trong tay, vẻ mặt bình tĩnh từ bi đi ra, nói với Thương Mai, Vương phi, đi thôi thương mai nói người đi trước ta vẫn phải lộ mặt chút lưu nguyệt nhìn cô vương phi không cần thiết làm như vậy người nào làm người nấy chịu ta đảm đương nổi không ta chẳng qua là nhìn hắn không thuận mắt muốn đập thêm một cái thôi thương mai bình tĩnh nói cô tin lưu nguyệt có thể chống khó có thể chống lại được độc thủ của hoàng hậu cô nói xong liền tiến vào một cước giãm lên giường túm cổ áo thái tử lạnh lùng thốt lần này ta còn phạt nhẹ nhàng nếu còn có lần sau thì ta sẽ lấy mạng chó của ngươi hạ thương mai bổn cung sẽ cho ngươi chết không toàn thây thái tử cuồng loạn kêu lên thương mai cười khẩy một tiếng bà chờ dù sao bọn họ vốn cũng không phải ít nhớ tới những chuyện hắn làm với lương vương nhớ tới những chuyện hắn làm với nguyên chủ hạ thương mai cô đánh tiếp một trưởng xuống chính giữa bụng thái tử thái tử cong gập người đau đến không nói ra lời Thương Mai thần sắc lạnh như băng nói, Điện Hạ chịu đi, chuyện xảy ra ở viện ngũ nguyệt ta vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ thái tử đã đánh ta vào chỗ chết thế nào. Cô là do mẹ quyết định có giết hay không, nhưng còn mạng thái tử, cô là nhất định phải là người định đoạt. Lúc xuống núi, Thương Mai hỏi Lưu Nguyệt, ý nhi nói bà có sừng huyết linh dương, phải không? Lưu Nguyệt tay vân đang lần chuỗi chàng hạt như cũ, không có. Ý nhi nói, mẹ, chúng ta có mà, tại sao nói không có? có thể cứu công chúa một mạng đó. Im miệng, người biết cái gì? Ngu diêm bang bang chủ lưu nguyệt mà Thái tử Lương Quốc Tống Đoan Dương nói, có thể bà không muốn thừa nhận, bởi vì bà biết Thái tử Lương Quốc đang ở tại Kinh Đô Đại Chu, một khi bà thừa nhận mình có sừng huyết linh dương và lấy ra thì cũng chính là báo cho Thái tử Lương Quốc biết bà đang ở nơi này. Tống Đoan Dương đã từng nghiến răng nghiến lợi nói muốn lấy mạng của Tống Đoan Dương mà khiến hắn hận bà tới tận mười mấy năm. Thương Mai tuy có suy đoán, cũng không dám kết luận, nhìn ý nhi, quả thật có mấy phần giống tống đoan dương. chương 358 Cô nhờ đao lão đại chăm sóc ý nhi rồi nói với Lưu Nguyệt, có thể nói chuyện một lát không? Lưu Nguyệt nhìn cô, im lặng bước sang một bên rồi Thương Mai cũng đi theo. Chúng ta giao dịch đi, Thương Mai nói. Lưu Nguyệt lắc đầu, ta không phải thương nhân. Ý nhi bị bệnh, bệnh bẩm sinh, đúng không? Thương Mai cất lời. Lưu Nguyệt ngạc nhiên nhìn cô, sao ngươi biết? Vừa nãy ta đã bắt mạch cho nàng ấy. Thương Mai trả lời. Lưu Nguyệt lắc đầu, ta nhớ người biết y thuật, ý là người có thể chữa khỏi cho nó. Câu nói này khiến Thương Mai biết bà ta vẫn luôn chú ý những chuyện xảy ra trong kinh thành. Thương Mai lắc đầu, ta không chắc chắn tuyệt đối có thể chữa khỏi cho nàng ấy, nhưng có thể đảm bảo trong vòng 2 năm nàng ấy không phát bệnh. Trong thuật kim châm có phương pháp trị bệnh tim bằng cách châm cứu, đương nhiên nó rất phức tạp, bây giờ cô vẫn chưa sử dụng thành thục. Hai năm, Lưu Nguyệt lắc đầu, không có sức hấp dẫn. Vậy, Thương Mai chuyển chủ đề, nhìn chằm chằm bà ta, "Nếu bà không đồng ý thì ta sẽ nói với Tống Đoan Dương rằng bà đang ở kinh thành, bà đừng mong chạy thoát vì bà không thoát được đâu, một khi hạ lệnh chốt cổng thành thì chắc chắn bà cũng không chạy nổi." Lưu Nguyệt mở to mắt, ngơ ngác nhìn cô, mãi lâu sau mới bật ra một câu chửi thề, "Mẹ kiếp, rốt cuộc hắn đã nói gì với ngươi?" "Các ngươi đều biết rồi." Thương Mai gật đầu, "Đúng thế." Đa phần mọi người đều đã biết rồi, nếu không phải thì sao bà lại có sừng huyết linh dương chứ? Lưu Tiếng, ví dụ như có người lấy trộm sừng huyết linh dương, đồng thời còn trộm một thứ cũng nói thì trong lòng bà cũng tự biết. Sắc mặt Lưu Nguyệt tái nhợt, hắn nói vậy, nói ta trộm con hắn đi. Ơ ờ ha, Thương Mai lập lờ nước đôi. Lưu Nguyệt hung hăng dậm chân, sao ta biết được sẽ có con? Ta cũng đâu muốn, ai biết lại có thai chứ? nếu không phải hắn tìm người truy sát ta thì ta đã bỏ đứa bé lâu rồi ai mà thèm chứ nếu muốn thì hắn cứ lấy lại thương truy sát bà ta cô sắp xếp lại những thông tin mình biết có lẽ sau khi hai người phát sinh quan hệ bà ta bỏ trốn còn lấy trộm sừng huyết linh dương và một thứ khác cũng rất quan trọng nhưng hiện tại vẫn chưa biết là tim hắn hay là con hắn sau đó hắn phái người truy sát bà ta nếu nói là trộm trái tim thì nghĩa là tống đoan dương đã yêu bà ta trộm con thì bà ta nói chính bà còn không biết lại có con, chứng minh khi bà bỏ chạy vẫn chưa biết mình mang thai, vì vậy có lẽ Tống Đoan Dương cũng không biết. Hắn không thừa nhận chuyện hắn truy sát bà sao, thương mai cố ý nói như vậy để thăm dò rốt cuộc cái bà ta gọi là truy sát là thế nào. Hắn còn mặt mũi không thừa nhận, hắn truy sát ta, đến riêng này rất nhỏ nhen, ta chỉ ngủ với hắn có một lần thôi, đến mức phái nhiều người tới truy sát ta vậy không. Bà ta sắn tay áo, trên cánh tay vẫn còn một vết sẹo đây là lúc hắn truy sát ta đã chém vào tay ta nếu không phải ta chạy nhanh thì đã mất mạng lâu rồi thương mai thấy vết sẹo rất sâu nếu chém sâu hơn chút nữa thì có lẽ sẽ mất cánh sự phái người truy sát bà ta nhưng liệu có phải là bà ta còn có kẻ thù nào khác không cô tiếp tục thăm dò dù sao hắn nói là hắn không truy sát bà liệu có phải kẻ thù khác của bà tới tìm không không ta nhận ra là người của đông cung hắn lưu nguyệt tức giận nói hắn quá xấu xa độc ác lại ghê tởm ban đầu ta không nên thấy hắn đẹp trai mà ngủ đáng lẽ ta nên hạ thuốc độc cho hắn chết luôn thương mai không biết nên khóc hay nên cười hạ dược à xem ra tống đoan dương không có tình cảm tước đi một thứ cũng rất quan trọng khác hy vọng ý hắn không phải là tân đầu tiên của hắn hai lần này khá phiên phức có lẽ bà ta sẽ không đưa sừng huyết linh dương cho cô vì sợ lộ thân phận sau một hồi suy nghĩ không nói chuyện này cho người khác biết còn nếu bà không đưa thì ta sẽ nói cho tống đoan dương rằng bà đang ở kinh thành người đang uy hiếp ta lưu nguyệt nheo mắt nhìn cô thương mai gật đầu thành thật nói đúng ta đang uy hiếp bà lưu nguyệt rất tức giận nhưng sau khi suy nghĩ lại bà ta lại nói đúng là ngươi có thể uy hiếp ta ai bảo ngươi mặt bà ta lúc này vừa ngốc nghếch mà lại đáng yêu có vài phần giống ý nhi vậy bà thể đồng ý đưa sừng huyết linh dương cho ngươi chắc chắn tống đoan dương sẽ biết ta đang ở kinh thành bởi vì muốn cứu trưởng công chúa nhất định phải có sừng huyết linh dương đây là điều mà mọi người trong kinh thành đều biết như vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc ta tự tiết lộ thân phận mình sao nhưng nếu bà không đưa thì ta sẽ nói thẳng với tống đoan dương thương mai đâu người biết nếu người nói thì ta sẽ tiêu hủy sừng huyết linh dương cùng một lúc chết hai con chim không ta thích nhất là làm việc đôi bên cùng tổn hại Thương Mai không ngờ bà ta lại khó đối phó như vậy, đầu óc minh mẫn, tỉnh táo, thật là phiền phức. Uy hiếp không được chỉ đành dùng chân tình làm cảm động đối phương vậy, trưởng công chúa đang lâm nguy, chỉ còn vài ngày nữa ta cũng sẽ không mềm lòng, người cho rằng ta không biết tống đoan dương đến đây làm gì sao. Hắn tới để cưới trưởng công chúa, hắn phái người truy sát ta, làm việc đáng hận như thế, ta không thể để cho hắn được như ý, cưới công chúa xinh đẹp về. Bà hiểu lầm rồi, Trưởng công chúa đã có người trong lòng, người ấy là đại tướng quân Tiêu Kiêu. Tiêu Kiêu chết rồi, cho dù hôn, lại còn do hoàng thái hậu chỉ hôn, trừ khi nàng ta không cẩn thận ra đường bị vùi dập giữa chợ mà chết, nếu không nàng ta còn sống một ngày, Tiêu Kiêu sẽ không thể hưu nàng. Lưu Nguyệt ra vẻ như đừng coi ta là kẻ ngốc. Bà ta nói tiếp, hơn nữa, trưởng công chúa có thích hắn hay không, không quan trọng, quan trọng là hắn thích người ta. 11 năm trước hắn không ngờ hắn không chết tâm. 11 năm sau vẫn quay lại, người như vậy, nếu rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ băm hắn thành từng mảnh. Nói đến vế sau, bà ta gần như nghiến răng nghiến lợi. Thương Mai kỳ quái hỏi, người hận hắn đến vậy sao? Thế thì hay rồi, người đi tìm hắn, đánh cho hắn một trận luôn, đến thái tử mà người còn dám đánh mà. Lưu Nguyệt nhìn cô, cây ngay thái tử vì có ngươi là vương phi ở đó, biết nhất định ngươi cũng sẽ nói giúp ta, vì ta có sừng huyết linh dương, ngươi sẽ không để Thái tử Nhung nhớ ta. Nếu hôm nay người không tới thì ta sẽ đưa ý nhi đi rồi đi tìm Lương Vương, bày kế làm cho Lương Vương và đệ đệ hắn trở mặt thành thù. Thương Mai hoàn toàn phục rồi, không hổ là bang chủ diêm bang, nhiều khó khăn, về kinh thành có lẽ sẽ xảy ra chuyện nên ta cũng chẳng sợ người uy hiếp. Người hãy nghĩ xem làm sao qua được cửa ải của Thái tử và nghỉ phi đi, qua được cửa ải này hãng tới tìm ta xin sừng huyết linh dương. Chương 359, Thương Mai nghe xong thì mỉm cười, đặt tay lên vai bà ta, Lưu Nguyệt, chờ đi, ta sẽ có cách khiến người phải ngoan ngoãn giao sừng huyết linh dương ra. Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn cô, chỉ dựa vào những uy hiếp này của ngươi sao? Hay là dựa vào việc ngươi giả vờ đáng thương? Đều không phải, ta muốn bà cam tâm tình nguyện giao cho ta, có tin không? Thương Mai nói xong thì cười thần bí rồi bước đi. Bây giờ lại đến lượt Lưu Nguyệt ngạc nhiên, cô sẽ có cách gì khiến bà ngoan ngoãn giao sừng huyết linh dương ra đây người đứng lại nói rõ ràng đi đã lưu nguyệt đuổi theo thương mai nhún vai nhưng không nói gì chỉ mỉm cười thần bí nhưng nụ cười ấy lại khiến lưu nguyệt rợn tóc gáy bà ta không thích cảm giác này nhất đấy nói rõ ràng đi lưu nguyệt đuổi theo hỏi thương mai vẫn không nói suốt chặng đường xuống núi đều không nói đến dưới chân núi ám vệ đã lái xe ngựa tới thương mai lên xe ngựa tiên các người nhé. Được, Lưu Nguyệt vốn định không lên nhưng bà ta phải hỏi cho rõ vấn đề này, nếu không tối nay sẽ không ngủ được. Cứ như vậy, Lưu Nguyệt quấn lấy thương mai suốt cả chặng đường, khi xe ngựa đến kinh thành, thương mai mới thở phào, giơ tay lên ra vẻ mất kiên nhẫn, được rồi, ta dỗ dành bà, ta cũng không có cách nào khiến bà giao sừng huyết linh dương ra. Lừa ta, Lưu Nguyệt rất giận dữ. Thương Mai nhìn bà ta, đúng thế, lừa bà đấy, nhưng ta phải đính chính lại lời bà vừa nói khi nãy. Thật ra Tống Đoan Dương không thật sự thích công chúa, ông ta thích người khác, mà ông ta đã cất giấu người này trong tim rất nhiều năm rồi, đến bây giờ cũng vẫn chưa thể buông cố quan hệ hai nước, bà nên hiểu ông ta, ông ta không phải loại người hiếu chiến, nếu cớ sao không làm. Lưu Nguyệt sướng sờ, thế hắn thích ai? Điều này thì ta không thể nói cho bà được, bà không đưa ta sừng huyết linh dương cũng vì bà có nguyên tắc của mình đây là bí mật của tống đoan dương mà ta cũng phải giữ nguyên tắc của mình ta không thể nói cho người khác nói xong cô xuống ngựa trước để bà ta và ý nhi dẫn theo bốn mắt đi xuống sau lưu nguyệt bốn mắt xuống ngựa thương mai nói với đao lão đại đi đi đao lão đại đáp vâng xe ngựa chậm rãi rời đi thương mai vén rèm cửa lên nhìn lưu nguyệt một tay dắt bốn mắt một tay dắt ý nhi ngơ ngác nhìn xe ngựa đang đi xa đao lão đại hỏi đại tiểu thư chúng ta không cần phái người đi theo họ à? Nếu không làm sao biết được họ sống ở đâu? Thương Mai hạ rèm xuống, mỉm và mang sừng huyết linh dương tới thôi. Đao lão đại giật mình, không phải vừa nãy người nói là lừa bà ta sao? Tiểu đao ngốc nghếch, thương mai cười lắc đầu, người không hiểu tâm tư phụ nữ. Đúng là đao lão đại không hiểu thật, vì sao? Trẻ con không nên hỏi nhiêu, thương mai đáp. Đao lão đại lẩm bẩm, ta không phải trẻ con, nô tài còn lớn hơn người ấy. Thương Mai bật cười, hai, thật ra thì, thật vừa về đến phủ công chúa thì đã dặn, nói cho Lương Vương, tìm được người rồi. Vâng, ám vệ ra ngoài. Không lâu sau, Lương Vương và Tiêu Thác quay về, hai người vội vội vàng vàng chạy vào. Vẻ mặt Lương Vương cực kỳ lo lắng, vừa vào cửa đã hỏi ý nhi đâu. Thương Mai nặng nề nhìn hắn một cái, người ngồi xuống trước đi, bình tĩnh nghe ta nói lòng lương vương trùng xuống, run giọng hỏi, xảy ra chuyện rồi à? Nàng ấy xảy ra chuyện rồi, chết rồi sao? Thương Mai lắc đầu, không, nàng vẫn phào nhẹ nhõm, vậy mà ngươi cứ mang cái bản mặt nghiêm túc đó làm bản vương sợ chết vẫn ổn chứ? Thương Mai khẽ thở dài, khóe mắt đã ươn ướt, giả vờ khóc thật khó, cô không phải ảnh hậu, nàng chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng, chỉ là... Tiêu thác nhảy dựng lên, ngươi nói đi, chỉ là cái gì? làm người ta sốt hết cả ruột. Thương Mai liếc nhìn tiêu thác, không biết hắn sốt ruột cái gì, người nên sốt ruột còn chưa sốt ruột. Lương Vương nhìn Thương Mai chằm chằm, Lương Vương, người không nên biết thì tốt hơn, nếu người đã lựa chọn thỏa hiệp với mẫu hậu ngươi thì cứ tiếp tục thỏa hiệp, không quan trọng, nhưng người yên tâm, ta sẽ giúp ý nhi báo thù. Sắc mặt Lương Vương thay đổi, quay đầu hung ác hỏi đao lão đại, người nói đi, xảy ra chuyện gì rồi? đao lão đại giật nảy mình, ta, ta không biết, khi chúng ta đến thì thấy một người đàn giữa trời quang, khiến lương vương nổ tung thành từng mảnh. Sau đó cơn giận dồn dập từ dưới bàn chân lên tận ót, ngọn lửa hắn đã chôn chặt trong lòng hơn 10 năm, hôm nay đã bùng phát, không nhỏ chút nào. Hắn siết chặt tay, thương mai đứng bên cạnh hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xương răng rắc, lương vương đã chết, cuối cùng cũng sống lại. Bị ức hiếp nhiều năm như vậy, ẩn nhân người, bước từng bước chứ không chạy điên cuồng như thương mai đoán, nhưng mỗi bước chân này lại nặng nề khiến người ta cảm thấy đau lòng. Tiêu thác cũng rất chấn động, trời ơi, mộ dung toàn này cũng mất trí quá rồi. Tiêu thác, đi xem hắn đi, giữ lại một hơi thở cho thái tử thương mai nhẹ giọng nói. Thái tử vẫn chưa thể chết, chỉ ít không thể chết trong tay lương vương. Giết hắn cũng không không thể chết trong tay lương vương, thương mai nói. Tiêu thác nặng nề thở ra, được, ta đi ngay. Đúng thế, thái tử không thể chết trong tay Lương Vương. Sau khi Tiêu Thác rời đi, Thương Mai ngồi trên ghế, mọi chuyện đã loạn hết lên hơn, nhưng cũng nên làm loạn thôi, không phải sao? Đao lão đại mờ mịt, đại tiểu thư, ta nói sai gì rồi sao? Hình như Lương Vương điện hạ rất kích động. Thương Mai đáp, đã thấy mà thôi. Khi họ vào, đúng là có một người nam đè trên người Ý Nhi, chẳng qua là Lương Vương đã hiểu lầm hy vọng hắn có thật sự đối mặt với quan hệ mẫu tử và quan hệ huynh đệ của họ phấn chấn trở lại chữa khỏi vết thương ở chân cho hắn từ chối hôn sự với tiểu thư lâm gia mọi chuyện vẫn còn kịp sau khi tiêu thác đi hồ hạnh nhi bước vào nàng đề nghị ép tôn sán công tử chơi bời lưu lỏng kia làm vị hôn phu của công chúa tôn sán thương mai biết hắn là đệ đệ của nhu giao hắn đúng là một tên du thủ du thực thật ra chỉ là kế che mắt thôi lôi hắn ra trước là để chuẩn bị cho kẻ đứng sau. Ai, thương mai hỏi. Cháu trai của Lương Thái Phó, Lương Thụ Lâm, con của vợ lẽ, Lương Thái Phó không thích hắn, tài cán, không cam lòng bị gia tộc phớt lờ nên hắn đã nương nhờ quý Thái Phi và Nam Hoài Vương. Lương Thụ Lâm, thương mai cố gắng nhớ lại nhưng không có thông tin về người này. chương 360 Hồ Hạnh Nhi nói, Lương Thụ Lâm, chính ngũ phẩm hoài hóa lang tướng, Lương Thái Phó chỉ tùy ý ném cho việc vặt, bổ nhiệm Vũ Lâm vệ trong Đông Cung của Thái tử làm thống lĩnh, trong tay chỉ có 12 thị vệ, là người có quan giai thấp nhất trong lương gia, cũng là đứa cháu lương thái phó không coi trọng nhất. Nhưng, nếu lần này hắn cưới được công chúa thì hắn sẽ trở thành mối lo lớn với lương thái phó. Người trong cung thái tử, thương mai cười khẩy, quý thái phi đúng là cao minh, dùng người của lương gia, lại còn là người trong cung thái tử, lá gan bà ta cũng thật lớn. Bà ta có dã tâm của võ hoàng, cũng có sự hung ác của võ hoàng, càng có chiến lược của võ hoàng, phải cẩn thận người này. Hồ Hạnh Nhi nói, người biết những tin này từ đâu vậy? Thương Mai nhìn nàng, nàng là phú thương, sao lại biết nội tình của quý Thái Phi? Hồ Hạnh Nhi nhớn mắt, vậy người nghĩ tụ hiên cư của ta là làm gì? Thật sự chỉ là kiếm bạc từ đám quý tộc kia sao? Nếu không thăm dò trước tin tức thì ta cũng không kinh doanh được, dựa vào trời kiếm cơm, còn phải dựa vào chính sách hoàng gia kiếm cơm, không phải sao? Thương Mai mỉm cười, Hồ Hạnh Nhi, người sắp phát tài rồi. Cưới công chúa mới phát tài lớn, công chúa có thân phận cao quý, trải qua ba đời hoàng đế, tài phú nhà nàng ngoài sức tưởng tượng của ngươi luôn. Thương Mai gật đầu, ta biết, từ sau khi có người trong cung nói Hoàng Thái Hậu có lòng muốn tổ chức hôn lễ cho công chúa là ta biết họ tới vì cái gì rồi. Người có cách nào giải quyết không? Hồ Hạnh Nhi nhìn Thương Mai rồi hỏi, nàng thật sự rất lo cho công chúa, với nàng mà nói, Ý nghĩa của người Đồng Hương Thương Mai này còn không bằng công chúa, nàng ghi thù cũng ghi ân. Thương Mai suy nghĩ một chút, đợi lão thất từ cung về rồi tính, hắn vào cung đã lâu, đến giờ vẫn chưa về. Nghe nói Việt Đông Vương cũng vào cung rồi, Việt Đông Vương sẽ đồng ý tìm phu quân cho công chúa, hơn nữa Việt Đông Vương có bất hòa với Tiêu gia là vì chuyện Tiêu Kiêu phụ công chúa năm đó. Mặc dù ta cảm thấy chuyện này nói rõ ra sẽ khiến Việt Đông Vương thay đổi cái nhìn với Tiêu Kiêu. Nhưng ông ta sẽ không để công chúa chịu tủi nhục mà gả nàng cho Tiêu Kiêu đâu, vì Tiêu Kiêu đã có chính thất rồi. Thương Mai nói, đây cũng là điều ta lo lắng, bây giờ ta tìm được sừng huyết linh dương, tìm được Lưu Nguyệt nhưng ta không dám khẳng định 100% bà ta sẽ giao nó ra, giữa bà ta và Tống Đoan Dương từng có quan hệ, hoặc là hiềm khích. Cướp hay là trộm? Hồ Hạnh Nhi đề nghị. Thương Mai lắc đầu, ta cũng nghĩ đến rồi, nhưng bà ta là bang chủ Diêm Bang, rất thông minh cũng rất tinh quái, bà ta biết tất cả các thủ đoạn bẩn thỉu, bà ta sẽ có phòng bị. Trừ khi bà ta ấy tự nguyện giao ra, nếu không dù huyết linh dương. Hồ Hạnh Nhi nói, ta từng nghe nói về bang chủ lưu nguyệt của Diêm Bang, Tổ Lương, Cắm Dễ ở Đại Lương, Diêm Bang là mối họa lớn của triều đình Đại Lương. Nghe nói khi ấy đại công chúa kinh mặc của Đại Lương từng triệu kiến nàng, muốn thu nạp Diêm Bang vào triều đình, nhưng cuối cùng công chúa kinh mặc lại thả nàng đi, không biết vì sao sau này nàng ấy lại rời khỏi Diêm Bang, rời khỏi Đại Lương, không ngờ lại đến Kinh Đô Đại Chu, còn sinh Dương. Hồ Hạnh Nhi mỉm cười, vậy người đoán bà ta thích tống đoan Dương không? Ta đã cho người đi điều tra thời điểm bà ta đến Kinh Thành khi xưa rồi, nếu vừa đúng là 11 năm trước thì suy đoán của ta là đúng. 11 năm trước, Tống Đoan Dương tới Kinh Thành là để cưới công chúa. Hồ Hạnh Nhi nhắc nhở, thương mai, Diêm Bang không dễ động vào, từ sau khi nàng rời đi, mọi người vẫn đang đợi nàng quay về, thế lực của Diêm Bang rất lớn, thậm chí còn lấn át cả Tào Bang. Phải biết bang chủ trước kia của Tào Bang là ôn ý của Phi Long Môn, cũng chính là Thái Hoàng Thái Hậu của Đại Lương Quốc. Thương Mai nói, ta biết, cho nên nếu bà ta thật sự không giao sừng huyết linh dương ra thì ta tạm thời vẫn chưa có cách, chỉ hy vọng Nhi đứng dậy, ừm, nếu cần ta giúp đỡ thì cứ cho người đến tìm ta. Ừm, người đi đi, ta biết gần đây ngươi cũng bận sứt đầu mẻ chán, chúc chuyện trong nhà ngươi thôi không nhắc nữa cho ngươi khỏi phiền não đi đi thương mai nói hồ hạnh nhi thản nhiên đáp không có gì binh đến tướng ngăn nước đến đất chặn hai người đã vượt qua mọi trông gai trở ngại để tới đủ hiểu được mai đang chờ hắn trước giường tráng tráng nghe thấy giọng nghiêm vinh cô bước nhanh ra ngoài tình hình thế nào thương mai cởi áo ngoài cho hắn thấy sắc mặt hắn xanh mét thì biết tình huống không ổn mộ dung khanh tức giận nói mẫu hậu khăng khăng muốn tìm người phò mã cho tráng tráng mà việt đông vương lại đồng ý chuyện này bản vương là hậu bối nên không có quyền can thiệp vì đây hoàng thúc không nhường nhịn câu nào ông ấy sắp tới rồi đấy muốn gặp tráng tráng thương mai lo lắng nói đến chàng cũng không đối phó được việt đông vương ai đối phó được với ông ấy mộ dung khanh vẫn rất tức giận thương mai nói hôm nay xảy ra một vài chuyện chàng gặp lương vương chưa chưa Sao thế? Mộ Dung Khanh quay đầu lại hỏi. Thương Mai kể lại chuyện hôm nay thái tử bắt ý nhi đi. Mộ Dung Khanh cười khẩy, phế vật này đúng là tự chuốc diệt phong. Nhưng cũng tốt, chỉ ít lương vương sẽ không nhượng bộ nữa. Thương Mai cất lời. Cũng là chuyện tốt, mộ dung khanh suy nghĩ một chút, theo hắn không? Đừng để hắn đánh chết thái tử. Ta để tiêu thác đi theo rồi. Vậy thì được, mặc mộ dung khanh thở phào nhẹ nhõm bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hẳn là Việt Đông Vương tới rồi. Thương Mai đi ra thì thấy một người mặc chiều phục thân vương màu đen theo rồng vàng bốn móng và mấy người nữa đi vào. Ông ta, khoảng 60 tuổi, bước đi trầm ổn, vẻ mặt cũng giống mộ dung khanh, u ám xâm xì, có thể thấy hai người đúng là vừa gãi nhau trong cung. Thương Mai khom lạnh lùng liếc mộ dung khanh sau đó lại nhìn Thương Mai, nói vẻ cộc gần, không dám, vương ra nhà ngươi còn không để bản vương vào mắt, hắn là nhiếp chính vương đã một tay che trời rồi, ngươi là vương phi của hắn thì cũng cứ uy phong như hắn đi. Mộ dung khanh khít mũi, vô lý đùng đùng. Mộ dung khanh, ai vô lý đùng đùng, quả nhiên Việt Đông Vương rất dữ dằn, một câu còn có mẫu hậu không? Còn có tiểu cô cô không? Nó còn trẻ như vậy mà ngươi đã để cho nó không chủ không miếu mà đi như vậy. Hay là ngươi muốn đợi nó đi rồi mới tìm âm hôn cho nó? Bây giờ tiểu cô cô vẫn chưa chết mộ dung khanh tức giận nói thuốc đang nguyền rủa cô cô sao ai nguyền rủa nó bản vương sẽ nguyền rủa nó sao nó gặp chuyện bản vương là nó bao nhiêu năm qua nó sống thế nào các người có ai quan tâm nó chẳng ai quan tâm cải việt đông vương mắng mãi mắng mãi rồi nghẹn ngào thương mai nghe ra được ông ta đang dùng sự phẫn nộ để che đi nỗi buồn lời này là đang chỉ chính bản thân ông ta ông ta biết tráng tráng sống không tốt nhưng ông ta lại không quan tâm bây giờ tráng tráng sắp chết, ông nàng. Ta lười nói với Thúc, tiểu cô cô có người mình thích rồi, Thúc tìm bừa một người làm bạn đời cho cô cô, liệu cô cô có vui không? Mộ Dung khanh xoay người rồi đột nhiên quay đầu lại, Thúc đúng là hòn đá cây nhà xí, vừa cứng vừa thối. Việt Đông Vương tức giận, nhảy dựng lên muốn đánh mộ Dung khanh, bản vương không đánh tên nhóc xấu xa nhà ngươi thì ngươi không biết tôn trọng thuốc Thúc Thúc ngươi à. Audio điện tử võ tấn bền Khét tập 24